minh ngọc xin mến chào quý vị và các bạn khán thính giả của kênh audio chuyện hay quý vị và các bạn thân mến hôm nay minh ngọc mang tới chương trình một câu chuyện đặc biệt bối cảnh câu chuyện là vùng núi rừng hoang vu nơi thâm sơn cùng cốc chỉ có một ngôi làng sống tách biệt với thế giới bên ngoài dưới tán rừng già nơi có những sinh mệnh được sinh ra lớn lên hồn nhiên như sông như suối cho đến khi khuất đi mang theo những bí mật chẳng bao giờ được tiết lộ về những lời nguyền tiền kiếp câu chuyện mang một sắc tâm linh nhưng đau đớn nỗi niềm có thực của cuộc đời minh ngọc xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện nằm sâu trong những dãy núi của vùng tây bắc có một ngôi làng có cái tên rất lạ u minh ở đây người dân sống biệt lập với thế giới bên ngoài mọi thứ trong làng đều thụ cung tự cấp đàn ông thì vào rừng săn bắt đàn bà dệt vải làm nương rẫy trồng trọt quanh nhà cũng không biết cái làng nhỏ này có từ bao giờ nghe người già trong làng kể lại thì tổ tiên của họ ở dưới xuôi khi quân nguyên mông xâm lược đánh phá làng mạc cả làng bị san phẳng họ đi nhau đi lánh nạn di dân từ vùng này sang vùng khác cứ đi mãi rồi lưu lạc đến nơi sơn cùng hiểm trở này Khi ấy toàn làng chỉ còn lại vài chục hộ gia đình Họ nương tựa vào nhau Cùng xây dựng nhà cửa, phát rừng làm dãy, Sống chủ yếu bằng nghề đi rừng Đến giờ dân số trong làng cũng đã lên đến vài trăm hộ Ở đây gia tộc họ Đình cứ cha truyền con nối Vậy mà ông Đình Phong đã làm trưởng làng được chục năm nay Ngôi làng tách biệt với bên ngoài Sở dĩ ông được làm trưởng làng vì gia đình ông là hộ giàu có bậc nhất trong vùng kẻ mạnh thì có tiếng lại là dòng tộc duy nhất ở cái vùng này có thể giao thương với thế giới bên ngoài thời ông cha của gia đình ông thường thu gom hàng hóa mật ong rừng của bà con trong làng mang đi bán rồi mua thuốc thang muối gạo vật dụng lao động về trao đổi cho dân làng trước đây việc ra bên ngoài tưởng chừng là việc đơn giản vậy mà ngoài người trong dòng tộc ông đình phong thì chưa có mấy người thành công bao quanh làng là những dãy núi hiểm trở với vô số những nguy hiểm rình rập từ thú hoang đến những loại côn trùng hút máu đã có rất nhiều người trong làng từng thử với mong muốn có thể đổi đời lật đổ được sự thống trị của dòng tộc nhà ông đình phong nhưng rồi không bỏ mạng trong rừng sâu thì cũng gặp đủ tai ương nhẹ thì mất hết hàng, có người thì bị thú dữ tấn công, rắn độc cắn, côn trùng đốt cho phù nề mặt mũi, nên lâu dần như ngấm vào tiềm thức, họ chẳng còn ý định tự đi ra ngoài phụ thuộc vào những chuyến hàng của nhà ông Đình Phong. Đến đời ông Đình Phong thì sản nghiệp đã phát triển hưng thịnh lắm rồi, trong nhà người làm kẻ ở không thiếu, ông là người có cách nhìn xa trông rộng, ông không còn giữ bí mật về con đường ra khỏi làng cho riêng mình nữa ông kêu gọi dân làng phạt rừng, mở lối, tạo một con đường thông thương với thế giới bên ngoài. Từ đó, thay vì hàng tháng mới có một phiên chợ, thì giờ, hàng tuần, người dân trong vùng đã có thể mua bán, trao đổi được rất nhiều các mặt hàng. Dù đã có con đường giao thương thuận tiện hơn, nhưng cũng chỉ có những người đàn ông có sức vóc, những nhà có điều kiện mới có thể thuận lợi ra bên ngoài. Còn lại, dân làng, nếu không có việc gì cần thiết, vẫn không dám ra khỏi làng bằng con đường ấy. Nơi đây không chỉ nguy hiểm bởi thú rừng mà nó còn có rất nhiều những lời đồn quỷ dị. Ông Đình Phong khi mới 17 tuổi được cha mẹ hỏi cưới cho một cô vợ là con gái của thầy nho trong làng. Cái tuổi còn đang mơ mộng với những hoài bão to lớn còn chưa hiểu tình yêu là gì. Vợ ông hơn ông 2 tuổi rất xinh đẹp nhưng lại đoàn mệnh. Khi bà sinh cho ông đứa con đầu thì không may bị băng huyết mà mất, để lại cho ông một cậu con trai, bây giờ cũng đã yên bề ra thất. Vợ ông chết vì sự hẻo lánh của vùng này, không có thuốc thang chạy chữa, không có thầy lang giỏi, đó cũng là một phần lý do ông mở con đường thông ra bên ngoài. Người vợ thứ hai của ông chính là Hà Giang. Trong một lần chở hàng xuống núi, ông có chạm mặt đám thổ phỉ, chúng cướp bóc rồi bắt bớ phụ nữ. Trướng mắt ông cùng đám thanh niên làng trong đoàn thổ hàng đã đánh nhau với bọn cướp thành công cứu được những người bị bắt trong đám phụ nữ trẻ con ấy có hà giang một thiếu nữ xinh đẹp với gương mặt sách xảo đôi mắt nâu sâu thẳm mái tóc dài và dáng người thon gọn đình phong đưa họ xuống phố huyện để tự tìm đường về nhà duy chỉ có hà giang cô nhất định không đi được tự do rồi cô mau về nhà đi kẻo cha mẹ mong nhà tôi bọn cướp giết sạch rồi Tôi, tôi không còn nơi nào để đi. Nhìn ánh mắt tội nghiệp của Hà Giang, lại nghĩ đến đứa con thơ ở nhà không có người chăm sóc. Ông khẽ nhíu mày đề nghị, nếu cô không chê, có thể theo tôi về làng. Tôi có một đứa con, tôi cần một người vợ để quán xuyến gia đình. Hai má của Hà Giang ửng đỏ, cô gật đầu đồng ý, bị hớp hồn bởi vẻ ngoài đạo mạo phong trần của ông Đình Phong. Hà Giang cũng nhận ra, người đàn ông cứu mình cũng không phải là kẻ tầm thương, chỉ cần đi theo anh ta, chắc chắn không chết đói, có khi còn có thể đổi đời, nên chẳng cần suy nghĩ quá lâu, cô vội vàng đồng ý, cứ thế đỉnh phong của người vợ mới. Hà Giang không phải người vùng này, khi mới về, mọi thứ với cô thật xa lạ. Cô nhận ra nơi này, chỉ có người ở đây mới có thể ra vào. Hà Giang ban đầu cảm thấy hối hận với quyết định của mình, nhưng rồi, vì yêu Đình Phong, lại choáng ngợp với cuộc sống của người hầu kẻ hạ, cô không còn muốn rời đi. Sống với Đình Phong đến giờ đã được 10 năm. Từ cô thôn nữ tuổi đôi mươi, bây giờ đã có với nhau hai mặt con. Hà Giang làm vợ ông Đình Phong, cũng được gọi là sống trong nhung lụa, nhưng không có lấy một đám cưới, cũng chẳng một lời yêu đương hay hứa hẹn. Chỉ một câu hỏi, rồi cứ thế theo ông vừa làm mợ hai cái nhà này. Đôi lúc cô cũng thấy chạnh lòng nhưng cũng chỉ nhìn xa xăm chẳng thể than phiền với ai gần đây hà giang thấy bất an khi cảm nhận được chồng mình có những biểu hiện lạ hình như là đáng yêu cô không biết ông đình phong đang để ý đến ai nhưng cô thấy lo lo rằng mình sẽ bị thất sủng cái địa vị mợ hai sẽ bị ai đó thay thế trong nhà nụ bọc thì nhiều cũng có rất nhiều hầu gái đang ở cái độ tuổi xuân thì Đứa nào cũng khiến cô lo lắng Sợ chồng sẽ tòm tem với chúng sau lưng cô Nên tất cả hầu gái Làm việc dưới bếp Khi nào ông Đình Phong không có nhà Mới được phép lên nhà chính dọn dẹp Trong đám nô bộc phải kể đến Diệu An Hai năm trước Khi Diệu An mới chỉ là cô bé 14 tuổi Bố của cô bị ốm Nhà chẳng còn gì để có thể đổi thuốc Chữa trị cho ông Mẹ Diệu An chỉ còn cách Đưa cô qua nhà ông Đình Phong Gán cô lấy thuốc chữa bệnh cho chồng u ơi con xin u u đừng bán con đi con sẽ vào rừng lấy mật được không ạ mày thương thầy thường các em qua đó ở vài năm nhà mình nghèo có mình thầy là lao động chính giờ không có thuốc để cứu sao đâu ông ấy con lan thằng Tí, con bầm nó còn nhỏ quá bán con có người mẹ nào mà không đau lòng mày hiểu cho u cho thầy qua bên đó nhà ông đình phong trầu không lo bị đói con ạ diệu an nhìn mấy đứa em nheo nhóc thằng bầm còn đang bế ngựa trên tay Nhà cô lâu nay đã chẳng có gạo mà ăn, thức ăn chính chỉ có bột ngô và rau rừng. Thầy cô trước còn khỏe, còn có thể đi rừng, bữa ăn không có cơm, cũng còn có tí thịt thỏ, thịt nai. Giờ ông nằm đó, nhìn đàn em thơ cô cũng đành gật đầu đồng ý. Còn đang ở tuổi mới lớn, ham ăn mãi chơi, thì cô đã phải đi ở nợ. Đến ở cho nhà ông Đình Phong, cô được bà Tâm phân phó cho lo việc vặt trong bếp. Lúc rảnh thì lên nhà trên lau dọn phòng khách, sắp xếp giường chiếu cho Hà Giang. Bà Tâm là người hầu ở trong nhà, bà ở đây từ thời ông cố nội của ông Đình Phong. Bà đã trả hết nợ từ khi còn trẻ, nhưng vì gia đình không còn ai, bà cũng không muốn đi lấy chồng. Bà xin ở lại chăm sóc cậu hai, chính là ông Đình Phong khi còn nhỏ. Rồi cứ thế mà nhìn ông lớn lên. Ông Đình Phong cũng đã quá quen với việc có bà trong nhà, Ông yên tâm giao cho bà quán xuyến nhà cửa, Diệu An càng lớn càng phổng phao xinh đẹp như đóa lan rừng, nét đẹp ngây thơ của thiếu nữ 16 đang độ trăng tròn, đôi mắt biết cười, làn da trắng hồng, hai gỏ má lúc nào cũng ửng đỏ e thẹn. Cái đẹp của Diệu An làm cho người khác phải ghen tị. Hà Giang nhìn thấy mối nguy rình rập, nên từ lúc nhận ra nét đẹp thiếu nữ của Diệu An, cô cấm tiệt Diệu An không được bén mảng lên nhà trên dọn dẹp và không được tiếp xúc gần với ông Đình Phong. Cái người ta gọi là định mệnh thì có tìm cách ngăn cản nó cũng sẽ tới. Đêm hôm ấy, như bao ngày, sau khi làm xong hết việc trong nhà, Diệu An ra bờ suối tắm. Ông Đình Phong, sau khi dùng xong bữa tối, cảm thấy trong nhà ngột ngạt, muốn đi dạo cho đầu óc thoải mái. Dưới ánh trăng soi rõ mọi cảnh vật, ông thong dong tản bộ về phía con suối trăng thanh gió mát, tiếng nước chảy qua những tảng đá va đập vào nhau róc rách như một bản tình ca. Ông ngắm nhìn những cánh rừng bạt ngàn về đêm, nhắm mắt hít hà hương rừng, lắng nghe âm thanh êm dịu khiến tâm hồn trở nên thư thả, đang mơ mộng với cảnh sắc. Ông nghe thấy tiếng ai hát ngân nga trầm bổng, khơi gợi sự tò mò. Ông đi gần đến bên bờ suối và rồi cả người ông đình phong đỡ đẫn trước vẻ đẹp của thiếu nữ dưới ánh trăng vàng nhấp nhoáng trên mặt nước, thân ảnh của một thiếu nữ có đôi gò bồng căng tròn, làn da căng mịn nhấp nhô trong làn nước. Diệu An ngân nga hát, rồi đùa nghịch trong làn nước mà không hay biết trên bờ, ông chủ của cô đang ngây người ngắm nhìn. Diệu An xoay người đi lên bờ, cô giật mình kinh hãi khi nhìn thấy một người đàn ông đang đứng bên kẻ đá. Ông Đình Phong vẫn đang mê mẩn thì thấy cô gái quay lại, không kịp ẩn nấp, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ. Ông nhận ra cô gái dưới suối là Diệu An. Ai? Là ai đang ở đó? Diệu An chạy vội, nấp sau tảng đá, hoảng hốt, hỏi to. Là ta, Đình Phong. Sao? Sao ông lại ở đây ạ? À? Sao ông lại nhìn trộm con tắm? Không, không phải như cô nghĩ đâu. Ta, ta không cố ý, chỉ là vô tình thôi. Đừng có hiểu lầm. Ông nói thật không ạ? Thật. Ta ở làng này tiếng tăm như thế nào? Cô ở nhà ta lâu như thế, chẳng nhẽ nghi ngờ ta. Diệu An ngây người suy nghĩ, đúng là trước nay ở đợi cho nhà ông, cô chưa từng nghe thấy ông có điều tiếng gì về thói trăng hoa, ông còn đối xử rất tốt với người làm, nghĩ vậy, Diệu An mới thở phào nhẹ nhõm, "Ông, ông quay mặt đi ạ, con cần mặc quần áo." "Ờ ờ." Ông Định phòng lúng túng xoay người lại, phía sau, khi chỉ còn thấy bóng lưng của ông chủ, Diệu An chạy lại mặc vội bộ quần áo, bẩm ông, "Con xin phép về ạ." Ông Đình Phong quay lại, dưới ánh trăng, ánh mắt hai người chạm nhau. Lần đầu tiên, ông nhìn ngắm dáng vẻ của Diệu An ở cửa ly gần thế này, nét đẹp của một cô gái mới lớn với đôi mắt ngượng ngùng, hai má đỏ hồng khiến trái tim ông sao xuyến. Bất giác ông đôi tay chạm vào gương mặt của Diệu An Cô giật mình loạn choạng lùi lại phía sau Chân còn ướt lại bước trên nền đá rêu Diệu An suýt trượt ngã ra sau Đình Phong nhanh tay Ôm lấy eo cô giữ lại, hơi thở gấp gáp phả ra từ hai người. Cái ôm áp sát cơ thể khiến cả hai đều cảm nhận được trái tim của nhau đang đập nhanh, nhộn nhịp. Cô có sao không? Dạ, con, con không sao. Ông Đỉnh Phong xác định, Diệu An đã đứng vững mê buồn tay. Xin phép ông, con về trước ạ. Chuyện lúc nãy, ta không cố ý, cô đừng để bụng nhé. Dạ, con, con, vâng ạ. Diệu An định xin ông Đình Phong không kể chuyện ông nhìn thấy cô tắm ra bên ngoài, nhưng vì xấu hổ lại bị sự uy nghiêm của ông chủ làm cho khiếp sợ, lời định nói lại không dám nói ra. Diệu An cúi chào rồi nhanh chân chạy về nhà, để lại ông Đình Phong còn đang ngẩn ngơ nhìn theo bóng cô tủm tìm cười. Đêm ấy, ông Đình Phong nằm bên cạnh Hà Giang, nhưng tâm trí lại chứa đựng toàn là hình dáng của Diệu An. Hai đời vợ nhưng chưa lần nào trái tim ông lại rộn ràng như hôm nay ông đình phong tự hỏi lẽ nào đây là tình yêu là thứ cảm xúc mà người ta khỏi là rung động ông nhanh chóng gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu từ thời cha mẹ ông hay cốc mối hôn sự trong làng đều là sắp đặt là mua bán ông còn đang miên man suy nghĩ thì bàn tay của hà giang vòng qua ôm lấy ông sao còn chưa ngủ có chuyện gì thế không có gì bà ngủ đi Ông Đình Phong xoay lưng quay người về phía Hà Giang Rồi chìm vào trong giấc ngủ Trong căn phòng nhỏ Diệu An ngủ cùng phòng với bà Tâm Cô cũng trằn chọc không sao ngủ nổi Nghĩ đến cái ôm của ông chủ Cô lại đỏ mặt Đây là lần đầu tiên Cô tiếp xúc gần với một người đàn ông Cánh tay săn chắc Hơi thở mạnh mẽ của ông chủ Làm trái tim ngây thơ của Diệu An Trở nên bất an Cô cô xoay đi xoay lại Vẫn không thể nào ngủ được Sao thế? Không ngủ đi, mai còn dậy làm việc. Dậy muộn, lại bị bà chủ la cho bây giờ. Con xin lỗi, bà Tâm, bà ở đây từ khi ông chủ còn nhỏ ạ? À? Ừ, ngày nhỏ ông chủ như thế nào hả bà? Từ nhỏ, Đình Phong đã là một cậu bé khôi ngô, cậu chủ rất thông minh và lanh lợi. Khi lên 5 tuổi, đã thông thảo sử dụng cung tên, còn cùng với ông Đình Hùng và rừng săn bắn. Nhỏ tuổi nhưng rất gan dạ, gặp lợn rừng mà không hề hoảng hốt một mình hạ gục con lợn nặng gấp đôi cân của cậu chủ bấy giờ ta còn nhớ lúc nhỏ cậu ấy rất thích ta nấu món xôi sắn cứ đến mùa là ta lại làm cho cậu ấy ăn giờ già rồi cậu chủ cũng lớn chắc không còn nhớ đến cái món đó nữa bà tâm hào hứng kể lại những ký ức đẹp đẽ bên cậu chủ rồi giọng lại trầm xuống bà đã già rồi sẽ chẳng còn sống được bao lâu để có thể ở bên cậu chủ của mình khuya rồi ngủ đi mà sao na lại muốn nghe chuyện của ông chủ hay là chớ có động lòng với chủ ngay chưa mình là tôi tớ phải nhớ lấy thân phận bà chủ mà biết chỉ có nước chết đấy con ạ à. dạ không không phải như bà nói đâu ạ à. con chỉ tò mò thôi diệu an nghe lời bà tâm nói thiếu hoảng hốt chối cãi cô không nghĩ gì nữa nhanh chóng chỉ mà giấc ngủ hôm nay có phiên chợ, Hà Giang cùng với gia nhân ra chợ từ sớm, muốn đổi ít vải với may những bộ đồ mới. Hà Giang lúc nào cũng thấp thỏm, sợ ông Đình Phong sẽ nạp thêm thiếp, thì cái địa vị của cô trong cái nhà này sẽ bị ảnh hưởng. Bình thường có bà Tâm, cô đã cảm thấy rất khó chịu vì không được toàn quyền quản lý rồi. Hà Giang vốn chẳng có cưới xin, nên lúc nào đi tới đâu cũng cứ cảm thấy mọi người đang xì xào sau lưng mình. Cô hỏi gì họ cũng lắc đầu. Hôm nay đi mua sắm không mua được gì ưng ý, tâm trạng bực bội trở về. Về đến nhà, va phải Diệu An đang bê ấm trà nóng. Ấm nước đổ ra tay Diệu An khiến cô làm rơi chiếc ấm xuống đất vỡ tan. Hà Giang tức giận sông lên, tát một cái trời dáng in rõ năm đầu ngón tay lên mặt. Diệu An trao đảo, mày mù à, mày không nhìn thấy tao hay mày cố tình hả? À? Con, con đâu dám ạ, à? con xin lỗi bà, Diệu An nhìn gương mặt đỏ bừng, ánh mắt giận dữ của Hà Giang dành cho mình, cô không khỏi khiếp sợ. Từ ngày làm người ở, biết bà chủ khó tính, lại gây gớm, lỡ mắc lỗi là bị phạt, không mắng chửi cũng sẽ động tay, động chân với người ở. Biết mình là phận tôi tớ, Diệu An cũng chỉ có thể cam chịu, cô nhanh tay nhặt hết các mảnh vỡ dưới sàn. Ông Đình Phong từ sân sau đi tới, chứng kiến cảnh vợ mình ăn hiếp người làm rất khó chịu. Con chào ông ạ, Tay cô bị bỏng rồi Đình Phong nhìn bàn tay đỏ ửng Đang sụp lên của Diệu An lo lắng Định đưa tay kiểm tra Đã bị cô tránh sang một bên Đành hượng gạo rụt ra lại Bẩm ông ạ Con không sao ạ Là do con bất cẩn Bà chủ nóng tính Cô đừng để bụng Giọng hà giang lanh lảnh phía sau Sao ông sót à Bà đánh người có ra thể thống gì nữa Đồn giữa bên ngoài lại mang tiếng đàn áp bóc lột tôi tớ Ông sót người làm hay là hay ho gì Nó làm gì sai để bà đánh Hỗn láo thì tôi dạy bảo Chẳng nhẽ cái quyền dạy người ở Tôi cũng không được phép à Sai thì bảo không biết bà dạy Chứ sao phải động tay Hà Giang vênh mặt đi vào nhà Chẳng buồn nghe để mặc cho ông Đình Phong tức giận đứng nhìn theo Diệu An không biết phải làm sao Chỉ biết cúi chào xin phép xuống dưới bếp Thay mặt cho bà ấy Tôi xin lỗi cô Dạ bẩm ông con không sao Xin phép ông con đi làm ạ dù còn nhỏ tuổi nhưng diệu an rất hiểu chuyện cô biết kẻ ở đôi lúc chỉ như cái bao cát để cho chủ nhân có chỗ trút giận lần này bị ông đình phong bắt gặp cô cảm thấy xấu hổ đình phong nhìn đôi tay sưng đỏ của diệu an không khỏi xót xa không hiểu sao trong lòng từ lúc thấy cô bị đánh lại rất khó chịu ông lấy lọ mỡ chăn mang xuống nhà bếp tìm cô diệu an đang ngồi trong bếp nhúng tay vào chậu nước Nhìn thấy ông chủ cô luống cuống Con chào ông Cầm lấy Dạ đây là cao chăn Bôi vào nó sẽ nhanh khỏi Con con cảm ơn ông Ơn huệ gì cô mau bôi đi Diệu An bị sự ấm áp của ông Đình Phong Làm cho sao xuyến Những ngày sau ông Đình Phong Thường kiếm cớ xuống khu nhà dưới nhiều hơn Ông cũng thường xuyên gặp riêng Diệu An Để trò chuyện Càng tiếp xúc trái tim ông Lại càng cảm thấy xạo rực Ông yêu nét thơ ngây, hồn nhiên của cô từ lúc nào không hay. Khát khao được yêu, được ở bên Diệu An, ngày một lớn dần trong trái tim của ông. Về phần Diệu An, cô vẫn không hiểu tâm ý của ông chủ dành cho mình. Cô cảm thấy choáng ngợp trước vẻ phong trần, dịu dàng của người đàn ông trung niên. Diệu An ngây thơ cho rằng vì ông chủ cảm thấy ái náy vì đã nhìn thấy cô tắm cho nên mới đối xử tốt với cô. Diệu An thấy biết ơn và ngưỡng mộ ông Đình Phong Đôi lúc cô cũng mơ mộng người đàn ông cô được gả sẽ giống như ông chủ của mình. Mỗi lần nghĩ tới chuyện đó, trái tim cô lại đập rộn ràng. Diệu An tự tát vào mặt mình cho tỉnh táo. Mơ mộng tình yêu với ông chủ là điều không thể. Sáng nay, những bao ngày vừa tỉnh giấc, ông Đình Phong đã chủ động đi xuống khu nhà dưới, nói muốn đi kiểm tra, ra súc, nhưng thực chất là ông muốn tìm gặp Diệu An Vừa nhìn thấy cô, Đình Phong cảm thấy phấn khởi, ông gây người ngắm nhìn theo bóng cô làm việc. Thằng Mộc đứng bên gọi mãi, vẫn không thấy chủ nhân phản ứng. Nó lấy tay xua trước mặt mới khiến cho ông Đình Phong định thần lại. Ông, ông ơi, ông, gì thế? Mày cứ như con loi choi trước mặt ông thế hả? À? Con gọi mãi mà cứ thấy ông đứng gần ra, ông nhìn gì mà chăm chú thế ạ? À? Không phải việc của mày, thế có chuyện gì? Bẩm ông, đoàn xe xuống thị trấn vừa về ạ. À? Được, để ta ra xem. Ông Đình Phong ra kiểm tra lô hàng mới từ xuôi truyền về, trong đó có một chiếc vòng phỉ thúy màu xanh ngọc bích rất đẹp. Nhìn ngắm chiếc vòng trên tay, ông nghĩ đến Diệu An. Ông bỏ chiếc vòng vào túi, đi về khu nhà bếp. Diệu An đang ngồi nhặt măng trước cửa, bên cạnh là bà Tâm. Ông Đình Phong háng giọng Diệu An, mang cho ông ấm nước lên nhà để ông pha trà. Dạ, Diệu An quay vào bếp, hớt hải, xách theo siêu nước, chạy theo phía sau ông Đình Phong bà tâm ngồi nhìn theo bóng hai người chỉ biết thở dài trên nhà không có ai đình phong thì thầm với diệu an tối nay em hãy đợi tôi bên bờ suối nhé bẩm ông có chuyện ông muốn chị bảo ạ tôi bảo em gặp tôi ở đó dạy bảo gì nhất định phải tới đó tôi đợi dạ diệu an thấp thỏm cô không biết ông chủ hẹn gặp mình để làm gì sự mơ mộng khiến cô tưởng tượng vô số điều đẹp đẽ tối đó diệu an dọn dẹp xong chạy ra bờ suối khi Trăng đã lên thẳng đứng chiếu sáng một đoạn suối ông đình phong đã đứng đợi từ bao giờ xin lỗi ông con vừa mới xong việc ạ à? không sao em đến là tôi vui rồi diệu an hớt hải chạy tới giọng vẫn còn thở hồn hển ông muốn gặp con có chuyện gì đấy ạ à? sao lại xưng con tôi già vậy sao xưng em được không bẩm không thưa bẩm gì cả nhưng ông là chủ con là phận tôi tớ làm sao con dám hỗn láo ạ à? tôi cho phép mà đó là mệnh lệnh Bẩm, vâng Sao lại bẩm rồi? Xưng em sao nào? Em, em thưa ông Hai má Diệu An đỏ bừng, đôi bàn tay ngượng ngùng, cứ mân mê tà áo. Ông Đình Phong tiến đến, nắm bàn tay của Diệu An thổ lộ. Tôi hẹn em ra đây là muốn nói tôi thích em. Diệu An không tin vào tai mình, đôi mắt tròn xoe, ngây thơ nhìn ông Đình Phong. Cái nắm tay làm trái tim nhỏ bé của cô nhảy nhót trong lồng ngực. Ông Đình Phong ôm chặt lấy Diệu An, không thấy cô phản ứng, ông đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Khi đôi môi chạm nhau, Diệu An mới bừng tỉnh, cô cố gắng vùng vẫy, nhưng trước cái ôm siết chặt và nụ hôn bất ngờ của ông chủ, sự chống cự của Diệu An chỉ làm kích thích thêm ham muốn chiếm đoạt của ông Đình Phong. Mọi kháng cự dần trở lên yếu ớt, rồi thuận ý theo nhịp điệu mà ông Đình Phong dẫn dắt. Cả hai trao cho nhau nụ hôn nồng cháy trước sự chứng kiến của núi rừng bạt ngàn. Ông chủ, em, em thích tôi phải không? Diệu An khẽ gật đầu, dạ, nhưng em chỉ là phận tôi tớ, em, tôi thích em. Ông nói thật đã, ừ, nhưng còn bà, bà mà biết, bà sẽ giết em mất. Chúng ta giữ bí mật được không? Nơi đây sẽ là nơi hẹn hò của tôi và em, tặng em. Ông Đình Phong đeo lên tay Diệu An trước vòng phỉ thúy. Cô bé nhìn trước vòng rồi nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh mắt mê đắm. Diệu An tựa đầu lên vai ông Đình Phong ngắm trăng và trò chuyện. Hai người lén nút hò hẹn đến mấy tháng trời mà không ai hay biết. Cứ đến tối, ông Đình Phong lại lấy lý do đi dạo để lén ra bờ suối gặp Diệu An. Nhưng người ta vẫn thường nói Vụn trộm không thể giấu. Hà Giang đã bắt đầu nghi ngờ chồng mình, dù hàng ngày ông Đình Phong không có biểu hiện gì lạ, ngoài việc tối đến có thêm thói quen đi tản bộ. Ban đầu, Hà Giang không nghi ngờ, nhưng gần đây cô thấy chồng thường ngồi tùm tìm cười, lại hay cho gọi Diệu An lên bưng trà, châm thuốc. Giác quan của người phụ nữ khiến cô nảy sinh nghi ngờ, Hà Giang bắt đầu theo dõi. Sáng nay, nấp sau bộ cửa, Hà Giang nghe được ông Đình Phong đang đứng nói chuyện với Diệu An. Tối qua em ngủ ngon không? Mai ta có chuyến hàng xuống xuôi xuôi, em đợi ta chuyến này về, ta hỏi cưới em nhé. Em đợi ông, ông đi đường cẩn thận nhé. Ta sẽ rất nhớ em, đợi ta nhé, ta sẽ về sớm thôi. Hà Giang đứng im, ngay chồng mình thân mật với tôi tớ, nắm tay siết chặt, những gân xanh hằn rõ trên mu bàn tay, hận chưa thể chạy đến xé xác Diệu An ra thành từng mảnh. Cô quay trở lại nhà, cố gắng kìm nén cơn giận khi ông Đình Phong lên đến nhà, gương mặt Hà Giang đã trở lại trạng thái vô cùng vui vẻ. Cô ân cần trình lại quần áo cho chồng. Lần này ông đi, bao lâu thì ông về? Chắc phải một tuần, nhà cửa giao cho bà thay tôi để ý mọi việc. Ông cứ đi đi, ở nhà đã có tôi. Có bà nhà là tôi yên tâm rồi, tôi đi đây. Ông Đình Phong không hề nhận ra vợ mình có gì bất thường. Ông bước ra khỏi nhà, trên mặt Hà Giang cũng để lộ ra nụ cười vô cùng đáng sợ con mận ra đây tao bảo dạ có chuyện gì thế bà mày mang cái vòng này đem bỏ vào chỗ quần áo của con diệu an để làm gì thế bà bà cho nó à mày ngu thế nhỉ tao bảo mày làm gì thì mày cứ thế mà làm còn nhiều chuyện tao đánh cho bây giờ giấu đi đừng có để ai nhìn thấy diệu an đang hái sau trong vườn không hề hay biết có người hãm hại mình sau khi con mận giấu xong liền về thì thầm báo cáo với hà giang cô hài lòng đi ra sân gọi diệu an con diệu an đâu diệu an Dạ, bà gọi con ạ. À. Diệu An hớt hải từ sau vườn chạy lên. Bà đi có việc, mày dọn cho bà cái phòng, nhớ quét dọn sạch sẽ đấy. Dạ. Hà Giang cùng con Mận thong rong xuống bàn chơi. Một lúc sau về, cô hét toáng lên mất đổ. Người đâu? Gọi hết người làm lên đây. Con Mận hớt hải đi gọi hết gia đình trong nhà. Một lúc, mọi người đã đứng kín sân trước. Hà Giang mặt hầm hầm tra hỏi. Ông vắng nhà, tao vừa mới đi ra ngoài có một lúc mà đã bắt ngay cái vòng cổ. Đứa nào? Đứa nào cả gan ăn cắp của bà hả? Đám đông bắt đầu xì xào. Ai lại to gan thế nhỉ? Bà hai mà bắt được có mà như đòn. Hà Giang ra hiệu cho con mận. Nó hiểu ý, liền nhìn về phía Diệu An ẩn ý. Bẩm bà, nay trước lúc bà ra ngoài, chỉ có mình con Diệu An trên nhà. Lẽ nào... Diệu An bị nhắc đến tên, giật mình cuống quýt quỳ lại. Bẩm bà, con không dám ạ. À. Con có vào dọn dẹp, nhưng con thề là con không động vào thứ gì của bà. Tao cũng đâu bảo mẹ ăn trộm mà đã phải quỳ với lại hãy có tật giật mình con không con sợ bà trách phạt nên con mày không ăn trộm sao phải sợ người đâu lục soát người nói cho bà con mận nhanh nhẹn sợ tìm khắp người diệu an nó còn định lột đồ cô để làm nhục trước mặt mọi người bà tâm đứng cạnh ngăn cản thư mợ hai mợ khám người chứ không thể lột đồ người ta mà nhục mạ được ạ hà giang cô ghê gớm vẫn xén bà tâm vài phần liền lừa mắt cho con mận dừng lại Chắc là nó giấu đi rồi, mau lục soát phòng nó, nếu hôm nay ta mà tìm được thì mày cứ như đòn với bà. Con Mận cùng hai người hầu khác xuống phòng bà Tâm và Diệu An lục lọi, bới tung cả căn phòng, con Mận giả vờ tìm kiếm rồi hét toáng, thấy rồi, thấy rồi. Nó nhanh chân chạy về sân chính báo cáo. Bà Tâm và Diệu An nhìn nhau ngỡ ngàng, Diệu An lắc đầu liên tục, không, con không lấy, bà tin con, con không biết sao, nó lại có trong tủ của con, thì ý mày là cái vòng nó có chân chạy vào tủ đồ của mày hả? Hay là mày nghĩ bà vũ oan cho mày? Còn người đâu? Đánh 20 roi, nhốt tao vào trong kho, cấm không được cho ăn cơm nước gì cho nó. Bà ơi, con xin bà, con không có lấy, con xin bà. Hà Giang ngồi trên khế đắc ý nhìn Diệu An quằn quại trong đau đớn. Sau khi chịu đủ 20 roi, tấm lưng của Diệu An hằn những vết máu lấm tấm thấm qua chiếc áo mỏng đau đớn. Gương mặt tái nhợt Nước mắt lã trã rơi trong đau đớn Con bị oan Bà ơi con không lấy Con xin bà tha cho con ạ Diệu An ngây thơ Vẫn nghĩ rằng mình bị hiểu lầm Cô ra sức giải thích Hà Giang giải tán đám người làm Chỉ còn bà Tâm bên cạnh xót xa cho cô Bà tin cô bị vụ oan Nhưng cũng không có cách nào giải thích giúp cô Bà ơi con không lấy Con không ăn trộm Ta biết nhưng chúng ta là phận tôi tớ Một khi chủ không vừa mắt thì Thôi dáng chịu phạt cầm lấy lọ thuốc này bôi vào vết thương hai người đàn ông to lớn kéo Diệu An nhốt vào trong kho may cô kịp giấu lọ thuốc bà Tâm vừa đưa những vết thương đau rát đêm đó Diệu An phát sốt cô mê man chỉ mà trong giấc mộng trong mơ cô nhìn thấy một người phụ nữ bị trói trong một ngôi đền gương mặt đẫm lệ máu trên cơ thể đã thấm đỏ chiếc áo bên ngoài ngôi đền rất nhiều người đang hò hét họ châm lửa đốt diệu an giật mình tỉnh giấc cơ thể nóng bừng như thể chính cô là người bị thiêu trong ngôi đền ấy Hà Giang muốn dây vò Diệu An sống không bằng chết vì đã dám mơ tưởng đến chồng của cô, không vạch trần chuyện mờ ám mà dùng cách vu oan để trừng trị. Vì cô biết nếu khui chuyện chồng cô gian xíu với người ở sẽ làm xấu mặt chồng, lại khiến cô chưa chắc đã trừng trị được Diệu An. Bị bỏ đói mấy ngày lại bị đánh đập, Diệu An cứ mặt xanh xao, loạn choạng bước ra khỏi nhà kho rồi đổ nhào trên mặt đất. May mà bà Tâm chạy tới, kịp dìu cô đỡ về phòng. Ông Đình Phong vừa về đến đầu bản, thằng Mộc đã đợi sẵn, hớt hải chạy đến báo tin. Ông ơi, không xong rồi, bà hai, bà hai đánh con Diệu An ngất xỉu rồi. Cái gì? Từ bao giờ? Từ hôm ông đi, bà bắt được nó ăn trộm, phạt đánh rồi nhốt nó trong nhà kho. Hôm nay bà thả nó ra thì nó ngất rồi. Đi, về ngay. Ông Đình Phong hớt hải về nhà, trong lòng rất lo lắng cho Diệu An. Đang định xuống thăm cô, nhưng chạm mặt Hà Giang, ông tỏ ra điểm tĩnh, bước vào nhà. Ông về rồi đấy à? Đi đường có mệt không? không mệt mọi chuyện đều thuận lợi còn ở nhà thế nào mọi việc tốt chứ không phải nhà bà thị uy đánh người làm à thông tin của ông nhanh nhỉ kẻ tôi tớ có tính tắt mắt trộm cắp chẳng nhẽ tôi lại không gian đe bà có bắt được tận tay không bà bảo người ta ăn cắp thế bà có nghĩ người ta cũng bị đổ oan không chuyện đã như thế này tôi cũng nói luôn tôi sẽ cưới rượu an tôi định sau chuyến này về tôi nói chuyện với bà không ngờ không ngờ tôi đánh người tình của ông chứ gì bà ăn nói chứ cẩn thận tôi chỉ thông báo với bà còn chuyện tôi nạp thiếp bà không có quyền ý kiến cái nhà này bà vẫn làm chủ chẳng ai thay thế được hà giang nghe chồng nói cơn giận đã lên đến cổ tức nghẹn vốn là người đàn bà tâm cơ lại có tính chiếm hữu cố nén cơn ghen trong lòng đôi bàn tay nắm chặt móng tay đâm sâu vào trong lòng bàn tay rớm máu hà giang cười mà như khóc rộng khàn đi ông muốn lấy con rượu an tôi biết ngay mà đúng là nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà lấy tôi không một đám cưới giờ ông lại muốn tôi đứng ra nạp thiếp cho ông ông có còn là con người không bà đừng có hỗn tôi không cho bà một đám cưới là thiếu sót của tôi khi đó thẳng dũng mới mấy tháng tôi còn để tang mẹ nó bà theo tôi nói không cần danh phận gì tôi biết bà chịu thiệt thòi nhưng mà bao lâu nay tôi có để bà thiếu thốn gì không? Không hôn thú, nhưng tên bà có trong gia phả nhà tôi, trên dưới trong phủ, trong cái rằng tộc này, có ai không công nhận bà là mợ hai? Chuyện này dừng lại ở đây. Ông Đình Phong chấm dứt câu chuyện, vội vàng đi xuống khu người làm, tìm đến phòng Diệu An. Bà Tâm đang dùng khăn ấm, lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô, gương mặt tái nhợt, đôi môi khô nứt. Cô ấy sao rồi? Tốt hơn rồi, mấy hôm không ăn nên kiệt sức thôi. Cậu chủ này Dạ, bà Tâm nói đi ạ. Cậu thương con bé, thì cậu xóa nợ cho nó, cho nó về lấy chồng. Còn cậu đừng vì chút tình cảm xế chiều mà làm khổ nó. Ý bà Tâm, con chưa hiểu. Ta biết chuyện của hai người, ta sống đến giờ, chứng kiến cậu lớn lên. Lẽ nào ta không nhìn ra tình cảm của cậu sao? Ta muốn cậu hạnh phúc, nếu cậu lấy nó làm một lẽ. Cuộc đời nó sẽ sống trong nhung lụa, nhưng nó liệu có sống yên ổn được với mợ hai không? cậu đâu thể lúc nào cũng che chở được cho nó đình phong nghe bà tâm nói trong lòng trùng xuống diệu an tỉnh lại ông đưa cho cô một số tiền trả lại giấy bán thân và sai người đưa cô về nhà mẹ đẻ ông đuổi em sao ông không còn thương em nữa phải không không phải như em nghĩ ta rất yêu em em ở nhà ta lâu rồi chẳng nhẽ không muốn về thăm gia đình con gái khi lấy chồng phải đến hỏi cưới chứ diệu an nghe đến việc hỏi cưới gương mặt đang xị xuống lại tươi như bông hướng dương trong nắng rực rỡ tỏa sáng ông đình phong nhìn theo chiếc xe ngựa xa dần lòng nặng trĩu từ sau khi diệu an được ông đình phong cho về nhà thăm gia đình cũng là để tránh bị hà giang làm khó thì trong nhà ông đình phong bắt đầu xảy ra những hiện tượng vô cùng kỳ lạ đầu tiên là từ khu vườn nhà ông trong khi thời tiết đang vào mùa mưa Vườn tược trong nhà hàng xóm tươi xanh mơn mởn, đâm hoa kết trái, thì vườn nhà ông các cây héo úa như bị thứ gì hút cạn sinh lực chỉ sau một đêm. Sáng nay trong phòng thằng Dũng, con ông cái gương treo trên tường chẳng ai động vào rơi xuống vỡ toang, vợ nó bầu ngồi cạnh may mà không sao. Ông đỉnh phong trong gian nhà lớn được làm toàn bộ bằng gỗ lim, những chiếc cột nhà to tròn bằng cả một vòng tay người lớn ôm không hết. Ông ngồi trên chiếc sập Tòa gỗ to rộng, phía sau là chiếc tủ chè được sơn son thiếp vàng, gương mặt trầm ngâm nhìn ra phía xa, một tay chống gối, tay kia còn vo sợi thuốc lào đặt trên chiếc điếu bát bọc bạc. Ông Đình Phong đang suy tư thì thằng Mộc từ phía sau nhà hớt hải chạy lên thưa chuyện. Ông ơi, lớn chuyện rồi ông ơi. Có chuyện gì mà mày cứ sồn sồn lên thế, ngậm miệng, nói tao nghe xem nào. Thằng Mộc nghe tiếng ông chủ quát, đang hò hét rõ to, bỗng im bặt, đứng như trời trồng giữa sân không dám lên tiếng. Ờ hay, mày vừa oang oang cái mồm, nhìn thấy ông rồi sao không nói đi? Thì ông bảo con gậm miệng, thì sao con nói được ạ? À? Đúng là cái đồ ngu, tao bảo mày bé cái miệng, cứ gào ầm lên cho cả làng, cả tổng người ta nghe thấy à? Có chuyện gì nói đi. Dạ mầm ông ạ, à, đàn trâu nhà mình chết cả rồi ông ạ. À. Cái gì? Làm sao mà chết? Hôm qua con lùa chúng ra bìa rừng chăn vẫn bình thường, tối qua trước khi đi ngủ con bỏ cỏ chúng vẫn khỏe mạnh ăn cỏ, sáng nay khi con mở cửa chuồng thì con nào con ấy lăn đùng ra chết ông ạ. À sự ngờ ngạch của mộc khiến ông tức ói máu kèm theo cái tin mà nó mang tới khiến ông trở nên suy sụp chuyện cây cối trong vườn giờ lại thêm xa xúc trong nhà làm ông không khỏi lo lắng ông đình phong buông chiếc ống điếu xuống sập vội vã đi lên nhà thờ tổ từ đường nhà ông nằm phía đông khu nhà cũng được dựng bằng gỗ, các cánh cửa được chạm khắc tinh xảo. Bước vào, ông Định Phong châm hương vái lại tổ tiên, còn chưa kịp khấn chức lưu hương đã bốc cháy ngùn ngụt, ngụt. Ông run sợ, dập đầu khấn vái, xin ra tiên. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con kính lại các chư vị tôn thần, gia tiên tiền tổ do họ đình. Con người trần mắt thịt không biết đã làm sai điều gì phạm giới, kính mong các ngài bỏ qua, đưa đường chỉ lối cho con được đi đúng hướng, mọi việc trong nhà được yên ổn, gia đạo hưng thịnh. Khấn xong, ông Đỉnh Phong đứng nhìn Lưu Hương thở dài, ông nhớ đến lời nguyền gia tộc mà cha ông từng nhắc đến, 50 năm nó sẽ quay lại, mỗi lần lời nguyền ấy hiển linh đều sẽ có một trận mưa máu, nói như vậy nhưng thời của cha ông lời nguyền ấy đã không xảy ra cho nên ông vẫn bán tín bán nghi về sự thật của nó nhưng những gì đang xảy ra với gia đình ông khiến ông không thể không nghĩ đến đứng ngẫm nghĩ một hồi ông thử trấn an mọi chuyện chỉ là tình cờ xảy ra cùng một lúc thôi chứ chẳng có lời nguyền nào hết đóng cửa từ đường ông đình phong đi xuống khu chăn nuôi nhìn mấy chục con trâu to béo nằm la liệt trong chuồng mà đau lòng ông sai người âm thầm ra sau núi đảo hố để trôn đống gia súc thằng mộc đưa chúng nó ra sau núi, đào một cái hố, đến đêm thì chuyển chỗ trâu này ra đó chôn lặng lẽ vào mà làm, đừng để trong người trong làng biết lại xì xào. Dạ, nghĩ đến chuyện của Diệu An, ông Đình Phong thở dài, may mà ông đã để cô về nhà, chứ trong nhà còn bao nhiêu chuyện dối ren ông cũng chỉ đành để cô chịu ấm ức, chưa thể cho cô một danh phận. Trước mắt, ông cần phải tìm hướng giải quyết những chuyện đang xảy ra. Ông Đình Phong vào trong nhà, gọi cho vợ và con trai lên bàn bạc. Thằng Mộc đâu? Dạ con đây, ông gọi con ạ. À? Cậu Dũng đâu? Dạ bẩm ông, cậu vẫn còn đang ngủ ạ. À? Sắp đến giờ ngọ rồi mà con ngủ, mày gọi nó dậy ngay cho ông. Kêu nó lên đây, ông có việc cần bàn. Dạ, mày xem bà Hai đâu? Gọi cả bấy cho ông. Vâng ạ. À. Thằng Mộc chạy như bay xuống căn nhà gỗ mới được dựng phía tây khu nhà chính. Căn nhà này không lớn nhưng rất khang trang. Từ ngày tìm được vợ cho thằng Dũng, ông Đình Phong dựng thêm căn nhà gỗ này cho hai vợ chồng trẻ được tự nhiên ba người ngồi trên chiếc sập ông nói tình hình trong nhà cho hai mẹ con để cùng bàn bạc tôi nghĩ có kẻ gan ăn tức ở nào hãm hại nhà mình thì sao tìm được nó phải băm vầm nó ra và nói cái gì thế hả không bị hãm hại thì tại sao ông nghĩ do đâu mà mọi chuyện lại như thế đời ông cha tôi có từng nhắc đến một lời nguyền gia tộc mấy nay tôi cứ nghĩ về nó không biết có phải không lời nguyền là như thế nào sao tôi chưa từng thấy ông nhắc đến thằng dũng ngồi bên nãy giờ chưa lắng nghe bố và mợ nói chuyện, giờ mới dám lên tiếng. Thời nay rồi lấy đâu ra lời nguyền nhảm nhí thế mà thầy cũng tin? Còn nghĩ sống mợ chắc nhà mình bị ai đó chơi khăm thôi. Thầy cũng mong là thế, ai hãm hại còn có thể tra ra được, chứ siêu nhiên thì ông đình phong ngập ngừng, ông cũng không muốn nói hết. Gần đây ông cũng rất hay mơ những giấc mơ đáng sợ, thành ra tâm trạng cũng bất an. Thôi, thằng dũng đi điều tra xem chuyện đàn trâu như thế nào đi. Vâng, thưa thầy. Chuyện lời nguyện là như thế nào? Ông nói chi tiết xem nào. Hà Giang đợi thằng Dũng đi khuất, sốt sáng hỏi. Tôi cũng không rõ, chắc phải qua hỏi mấy vị tiền bối trong làng, may ra mới có thông tin. Tôi đang tính sang tìm ông Tam Duệ, khiếp, đến nhà ông ấy đáng sợ lắm. Không đến đó, thì lỡ chuyện lời nguyện là thật, thì ai giúp được nhà mình? À, ừ, cả ngày điều tra chẳng có tiến triển gì, Ông Đình Phong ngồi trên thềm cửa suy nghĩ, giấc mơ đêm qua của ông không phải là tự nhiên xuất hiện, nó là điểm gỡ, Cả cái chuyện sáng nay trong nhà thờ nữa, cái lưu hương đùng đùng bốc cháy, chắc chắn sắp có họa lớn xảy đến. Cậu mong là mọi chuyện, chỉ là do ông lo nghĩ quá. Ông Đình Phong thầm nghĩ, ông dục Hà Giang đi ngủ, hai người nằm trên giường không nói gì với nhau, nhưng đều vô cùng lo lắng Ông Đình Phong nghĩ với lời nguyện gia tộc, đến giờ ông tin nó là thật, để đảm bảo cho sự an toàn, hưng thịnh của cả gia đình, của dòng tộc, ông cũng không thể xem thường mọi chuyện. Cứ như vậy một lúc thì cả ông và Hà Giang đã chìm vào trong giấc ngủ. Két, 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 sột, 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 soạt, soạt, <laughs> hi hi, những tiếng cào cửa sắc lạnh kèm theo những tràng cười man rợ vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch, đánh thức giấc ngủ chập chờn của cả hai vợ chồng. Hà Giang run lên bần bật, ôm chầm lấy chồng, giọng kinh sợ. Ông có nghe thấy tiếng gì không? Ông Đình Phong hiểu rằng, thứ mà ông nghe được thì vợ ông cũng đã nghe thấy. Ông vòng tay ôm lấy Hà Giang vỗ về, chắc là tiếng gió đập ngoài cửa sổ thôi, lúc nãy chắc là quên đóng. Nhưng cái tiếng hị hả kia là sao? Thì Chắc là tiếng con mèo Nó tìm bạn tình thôi Bà đừng có thần hồn nát thần tính Ông Đình Phong trấn an vợ Nhưng trong lòng cũng rất hoang mang Tiếng động không biến mất Mà một lúc càng rõ hơn Rồi mọi thứ bỗng chốc lại trở về yên ắng Khi âm thanh ấy dừng hẳn Mồ hôi trên người ông Đình Phong đã túa ra ướt đẫm cả chiếc áo Ông nhẹ nhàng gỡ tay Hà Giang Rồi bước xuống giường đi kiểm tra hà giang thấy chồng ngồi dậy cũng vội vàng bám theo cả hai lần mò trong bóng tối một lúc rồi cũng đánh được lửa thắp sáng chiếc đèn dầu treo trên đầu giường hít một hơi thật sâu hai người nắm tay nhau đi về phía cửa nhà mở cửa bên ngoài một người đàn bà đứng quay lưng nhìn ra phía cổng mái tóc dài buông xõa hà giang nhìn thấy dáng người nhận ngay giận đó là bà tâm bực tức quát bà tâm bà làm cái gì trong đêm thế hả nửa đêm rồi không cho ai ngủ à Nhìn thấy người ngoài cửa là bà Tâm, ông Đình Phong thở phào nhẹ nhõm. Bà Tâm là người ở trong nhà nhưng cũng là vú nuôi chăm sóc ông từ bé. Từ lâu trong gia đình, ông thì bà cũng là một thành viên trong gia đình. Muộn rồi, vú không đi ngủ còn làm gì trên sân chính thế? Ớ hay, sao chủ nói mà không trả lời thế hả? À? Bà nói cái gì thế? Vú có tuổi rồi, chắc là mộng du, bà vào trong ngủ trước đi để tôi đưa vú về phòng. Hà Giang vốn không ưa bà Tâm vì rõ là người ở trong nhà nhưng lại được ông Đình Phong coi trọng, bắt bà phải đối đãi như bệ trên, thành ra uy quyền trong nhà của Hà Giang cũng bị hạn hẹp. Vợ chồng ông Đình Phong nói, nhưng người phụ nữ vẫn đứng yên, một lúc mới từ từ quay đầu lại, đôi mắt thẫn thờ nhìn xung quanh, đôi tay từ từ đưa lên chỉ vào phía trong nhà. Ông Đình Phong đưa tay, định dắp bà Tâm về phòng, thì ông thấy là lạ, tay của bà nhơm nhớp dinh dính dính ông đưa cao chiếc đèn lên soi thì giật mình kinh hãi, hai mắt trợn tròn không nói lên lời. Móng tay của bà Tâm đã bật hết ra ngoài, chỉ còn lớp thịt đỏ hòn vẫn không ngừng rỉ máu. Hà Giang nhìn về phía chiếc đèn chiếu lên gương mặt bà Tâm thì hét lên trong hoảng loạn, loạn choạng lùi lại phía sau ông Đình Phong. Bà Tâm nhìn thái độ của vợ chồng ông Đình Phong thích thú cười sang sặc, rớt rãi chảy ra lều thều, mắt trợn ngược trắng dã, những gân đỏ trăng chịt trong hốc mắt bà Tâm chỉ tay vào hai người, gào lên bằng cái giọng ồm ồm ma mị. Chết, chết, chúng mày sẽ chết hết, cả cái nhà này rồi sẽ chết hết. Ha 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 ha, hi 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 hi, chết, chết hết. Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng bà Tâm, rồi cả người bà từ từ đổ vật ra giữa sân. Tiếng hét thất thanh của Hà Giang đánh thức người làm trong nhà. Mọi người bắt đầu chạy tới, bà Tâm nằm dưới đất, vợ chồng ông chủ đứng thất thần, mặt cắt không còn giọt máu, Người làm trong nhà nghe tiếng hét của bà chủ thì vội lao lên sân chính, nhìn cảnh tượng trước mắt, ai nấy đều khiếp sợ. Tiếng khóc, tiếng bàn tán, tiếng không khí trở lên đáng sợ. Ông Đình Phong lấy lại bình tĩnh, hắng giọng quát. Bà Tâm bị trúng gió mà qua đời, chuyện trong nhà cấm được đồn đoán ra ngoài. Tất cả nghe rõ chưa? Nếu đứa nào hé răng, nói linh tinh nửa câu, bà cắt hết lương thưởng, tống ra khỏi phủ giọng Hà Giang lanh lành giết cho từng kẻ răng đe dọa. Ông Đình Phong tiến tới, vuốt mắt cho bà Tâm, nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Dù sao cũng là người chăm sóc ông từ nhỏ, làm sao có thể không đau lòng. Xong xuôi, ông sai người, đào mộ chôn bà ngay trong đêm. Bà Tâm được mai táng trong khu phần mộ của dòng tộc nhà họ Đình. Ông Đình Phong cả đêm ngồi tựa lưng trên chiếc ghế võng suy nghĩ, lẽ nào lời nguyện mà tổ tiên ông nhắc tới có thật? hà giang nhìn chồng ngồi trong bóng tối lặng lẽ lại ngồi bên ông vẫn nghĩ về cái chết của bà tâm à ừ tôi thấy khó hiểu sao bà ấy lại nói những lời như thế trước khi chết nhỉ gần đây trong nhà có chuyện lại thêm cái chết của bà tâm tôi nghĩ lời nguyền mà dòng tộc nhắc tới là thật từ lúc ông nói khi chiều đến giờ tôi cũng nghĩ vậy có khi nào nó bắt chết cả nhà mình không tôi làm sao mà biết được sáng mai bà cùng tôi đến nhà ông tam duệ hỏi xem thế nào vậy mai tôi đi cùng ông ừ trời vừa sáng vợ chồng ông đình phong đã chuẩn bị lễ cúng tìm đến nhà ông tam duệ ông tam duệ là thầy bói có tiếng trong vùng người ta không biết ông đã ở đây từ khi nào bao nhiêu tuổi người làng vẫn đồn rằng ông là phù thủy nhà ông tách biệt với dân làng nằm sâu bên cánh rừng phía đông u minh phải trèo thuyền theo dọc khe suối mới tìm được tới nhà căn trời được dựng tạm bỡ, trước cửa được treo một chiếc chuông gió. Bên trong nhà u tối, dán đầy những lá bùa kỳ dị. Vợ chồng ông Đình Phong vừa bước tới cửa ông Tam Duệ trừng mắt, hai mắt trợn trừng trắng dã. Một lúc gương mặt mới trở lại bình thường, khiến cho vợ chồng ông Đình Phong được một phen khiếp sợ. Cậu là hậu duệ nhà họ Đình phải không? Vâng ạ, hôm nay tôi qua đây muốn thỉnh ông một số việc ạ. Thầy tôi trước khi mất có căn dặn, nhà có chuyện thì đến tìm ta phải không? Vâng ạ, à, chẳng giấu gì ông, gần đây gia đình tôi xảy ra toàn chuyện kỳ bí. Đêm qua có người mất mạng, trước khi chết, nói những lời rất khó hiểu. Cậu nghe về lời nguyện của gia tộc cậu rồi chứ? Trước đây khi thầy tôi còn sống, ông ấy, ông ấy có nhắc đến, nhưng không nói rõ, ông có thể cho tôi biết đó là chuyện gì không? Ông tam duệ thở dài, hút một hơi thuốc dài trong chiếc điếu bát, chậm rãi kể lại. Chuyện này phải kể từ đời ông cố tổ của cậu, Ta cũng chỉ được nghe đời trước kể lại mà thôi. Đến đời cậu bây giờ là đời thứ năm, trụ lời nguyện đó. Khi đại gia tộc nhà cậu di dân về vùng này, trên đường đi đã cứu giúp một gia đình bị thổ phỉ sát hại. Gia đình ấy khi đó chỉ còn lại bà mẹ và một cô con gái sống sót. Ông cố của cậu si mê vẻ đẹp của cô gái đó, cả hai sớm nảy sinh tình cảm. Khi cô gái của bầu ông cố của cậu xin phép được cưới nhưng mà cụ cố tổ không đồng ý xem bắt tự của hai người xung khắc sẽ gây họa sát độc đến ngăn cản đã bắt cô gái nhốt lên ngôi miếu trên đỉnh núi nói với ông cố của cậu rằng cô ấy đã chết ông tam duệ nhấp thêm một hơi thuốc rồi nói tiếp cô gái bị nhốt mấy ngày trải có đói và khát liên tục dùng tay để cậy cửa đến khi đôi bàn tay nhuốm đỏ các đầu ngón tay bật hết các móng, cuối cùng cũng thoát được ra bên ngoài, loạn choạng tìm đường xuống núi, cơ thể chẳng còn sức lực lăn xuống sườn đồi, nhưng phúc lớn mạng lớn, cô ta đặt người dân đi rừng cứu sống, khi tỉnh lại, biết mình đã mất con, cô ta tìm về nhà ông Cố của cậu, vào đúng hôm ông ấy kết hôn, chưa kịp xông vào để chất vấn, thì lại bị bắt đi, lần này cụ cố tổ nhà cậu cùng rất nhiều người trong dòng tộc của cậu quyết định đưa cô ấy quay trở lại ngôi miếu, trói cô ấy lên chiếc cột rồi châm lửa thiêu. Trước khi chết, trong ngọn lửa bập bùng, cô gái nói, đời nay, kiếp này, có thành ma, tôi cũng sẽ tìm đến giết chết cả dòng họ nhà ông. Cụ cố tổ nhà cậu đã không tin, nhưng rồi sau đó, hàng loạt những cái chết bí ẩn trong dòng tộc nhà cậu đã xảy ra. Ông ấy mới tiên lời cô ta nói là thật. Trước khi chết, Ông ấy mới nói lại sự việc năm đó cho ông cố của cậu biết. Ông cố của cậu tìm lên ngôi miếu, sau nhiều năm hoang tàn, không ai lui tới. Ở đó chỉ còn lại tàn tích của vụ cháy, quá đau khổ và ân hận. Ông ta sẽ dựng lại ngôi miếu để thờ cúng cô ta. Trước miếu thờ, ông cố của cậu đã tạ lỗi và thề đọc rằng, đời này, đời sau, người của dòng họ đình sẽ luôn thờ cúng cho linh hồn cô ta để tạ tội. Từ đó, dòng tộc nhà cậu mới yên bình trở lại. Ông Tam Duệ nhìn đình phong rồi lắc đầu dòng tộc nhà cậu đã quên lời thề xưa mà không đến đó thờ cúng tế lễ phải không đúng là tôi không biết tới việc đó chỉ biết bố tôi và nội cấm không chúng tôi lên ngọn núi đó oán khí của cô ta càng ngày càng mạnh thì ra là do nhà cậu bội ước vậy giờ có cách gì để hóa giải lời nguyền ạ à? chúng tôi lên đó thờ cúng lại có được không quá trễ rồi bây giờ linh hồn đó không còn đơn giản nữa cần phải lập đàn tế lễ hoán đổi thân xác là sao thưa thầy, lúc này Hà Giang mới lên tiếng là cần một người trong gia tộc nhà cô làm vật hiến tế, hoán đổi linh hồn với cô ta mới có thể hóa giải được. Không được, ông Đỉnh Phong nghe đến tế lễ người thì đứng phát dậy. Nếu cậu muốn có thêm người chết thì không cần làm lễ, tôi báo trước linh hồn của ta đang lớn mạnh từng ngày, thêm một mạng người nữa thì tôi e dòng tộc của cậu không tồn tại nổi đến đời sau đâu, lúc đó tôi cũng không giúp gì được. Ông Đình Phong nhíu mày, gương mặt trở lên khó coi. Nói làm lễ thì dễ, nhưng mà tìm ai để hiến tế, ai tự nguyện đâu phải chuyện đơn giản. Còn cách nào khác không ạ? À? Chứ tế sống thế này. Không có cách nào khác, bắt buộc phải dùng máu tươi, làm vật, vật tế. Hà Giang nhìn ra sự lương thiện của chồng, ông không quyết định được dùng ai làm vật tế. Cả hai xin phép thầy Tam Duệ rồi ra về, trên đường mỗi người một suy nghĩ. Ông Đình Phong nửa thiên lời nguyện, nửa phân vân không biết làm lễ có thể chấm dứt chuyện này hay không ông càng không dám nghĩ đến việc dùng ai để tế lễ trái với sự lương thiện của chồng hà giang đã có những toan tính trong lòng cô nghĩ đến các lý do để bảo vệ hai đứa con của cô không phải hy sinh làm bật tế cô nghĩ đến việc sử dụng đứa con trong bụng thằng dũng nó còn bé có sao sẽ chỉ là sinh mệnh non tơ. Nghĩ đến đây, Hà Giang nhìn sang chồng, nếu ông ấy biết suy nghĩ đó của cô thì chắc sẽ kinh sợ lắm. Ở đời, người ta bảo sợ cái gì thì cái đó tới, cái tin nhà ông trưởng làng gặp phải đại họa nhanh chóng đã đồ đồn đại khắp trong làng. Họ xì xầm bàn tán về cái chết của bà Tâm, về lời nguyền của gia tộc nhà ông Đình Phong. Vợ chồng ông Đình Phong đang ngồi trò chuyện trong nhà, thằng Mộc từ ngoài chạy đến báo. Ông ơi không xong rồi Ngoài chợ đang đồn âm Nhà mình bị quỷ ám không ạ Cái gì Đã sẵn không được làm lộ chuyện Tại sao vẫn có người đồn đại Mày đi điều tra ngay cho ông Đứa nào loan tin Dạ Gớm Giấy rách sau khói được lửa Giọng hà giang bĩu môi châm biếm Bà Bà chắc không phải là người nhà này à Mà nói thế Không nghĩ xem Có cách gì giải quyết không Hà Giang bất giác nghĩ tới Diệu An, ý nghĩ xấu xa hiện lên trong đầu cô. Nếu chồng cô cưới vợ lẽ, đám cưới diễn ra sẽ áp theo lời đồn thất thiệt kia lại khiến cho địa vị của cô được củng cố khi mà cô rộng lượng nạp thiếp cho chồng. Và rồi Diệu An, cô ta sẽ là người họ đình, dùng cô ta tế lễ Chỉ có phải một mũi tên trúng hai đích, vừa có thể giải trừ được lời nguyền, vừa nhổ được cái gai trong mắt. Hà Giang đắc ý với suy nghĩ của mình, thái độ thay đổi 180 độ, về mặt ủy khuất nói với ông Đình Phong. Chuyện tin đồn nếu không nhanh chóng dập tắt, sẽ rất ảnh hưởng tới tiếng tâm của gia tộc, cái chức trưởng làng của ông cũng khó mà giữ đấy. Điều đó thì ai mà chẳng biết, nhưng mà dập bằng cách nào, tôi đang đau đầu đây. Nói thật, tôi không thoải mái, cũng không muốn ông nạp thiếp, nhưng mà tôi nghĩ, chỉ có cách dùng chuyện hỉ để át đi điều tiếng là cách tốt nhất. Đúng, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Bà thật là thông minh. Ông Đình Phong hớn hở ra mặt, quay lại nắm tay Hà Giang, ôm cô vào trong lòng. Cảm ơn bà đã nghĩ cho tôi trong cái gia đình này Bà đúng là người mà tổ tiên chọn để quán xuyến gia tộc Hà Giang tự đầu ngực ông Đình Phong Ánh mắt sắc lạnh, nụ cười nham hiểm, ma mị nở trên môi Với kế hoạch của Hà Giang Cô vội vàng đến nhà ông Tam Duệ Với lý do chọn ngày tốt để cử hành hôn lễ Nhưng thực chất là muốn hỏi kỹ càng chuyện tế lễ Nếu như Diệu An không đạt yêu cầu Thì kế hoạch của cô thành sôi hỏng bỏng không Chào thầy, con là mợ hai nhà ông Đình, hôm nay con muốn sang gặp thầy, trước mắt là thầy xem cho con sắp tới, ngày nào đẹp để có thể cử hành hôn lễ cho nhà con, và nếu chồng con nạp thiếp, cô ta có thể trở thành vật tế lễ được không ạ? Ông Tam Duệ nghe câu hỏi của Hà Giang, hai hàng lông mày nhíu lại, ông ta đang vẽ những chiếc lá bùa, không ngừng động tác thủng thẳng nói, cô gái năm đó sinh năm nào? Ta cần biết bát tự của cô ta, xem có thể hóa giải lời nguyền được không. Nếu cô ta là người phù hợp thì ngày 5 tháng tới là ngày lành Dạ, con không biết cô ta sinh ngày tháng nào Chỉ biết mẹ cô ta từng nói tuổi thân thôi ạ à? Vậy thì không được rồi Nếu muốn chính xác ta cần một vật dụng của cô ta Để tế thần xem có thể tra được bát tự không Chỉ cần có bát tự phù hợp Thì dùng máu cô ta Hòa với máu của người nhà họ đình Khai tên trong gia phả dòng tộc Là có thể trở thành người nhà họ đình Việc hiến tế sẽ không có gì đáng ngại Dạ, về để con cho người gửi vật dụng của cô ta đến, cho thầy ạ, à. con xin phép, con có chút lòng thành gửi thầy, chuyện hôm nay con hỏi, mong thầy giữ kín dùng con ạ. À. Ông thăm Duệ vẫn biết mài vẽ bùa, đợi khi Hà Giang đi khuất, ông cầm chiếc vòng ngọc soi chiếc ánh sáng, hài lòng đặt lễ vật lên trên ban thờ, rồi quỳ xuống dập đầu lầm nhậm khấn. Không biết thứ kinh ông đọc là cái gì, chỉ biết một lúc sau, từ ban thờ, một luồng khói đen mờ ảo bay ra khỏi ngôi nhà. Đình Phong sai người đến báo tin cho Duệ An. Cô vui mừng kể với bố mẹ, mẹ cô thì ôm trầm lấy con gái, gửi lên sung sướng. Bà cứ mân mê những bộ quần áo vừa được người nhà ông Đình Phong mang tới. Rất lâu rồi, bà chưa có một tấm áo mới. Thế là từ nay nhà ta không còn đói nghèo nữa rồi, Còn giỏi quá. Bố Diệu An nằm trên giường khó nhọc lên tiếng. Gả vào nhà giàu thì có gì mà vui, còn chưa biết là phúc hay họa. Cái ông này tự nhiên nói gở cái gì thế, còn được gả vào nhà giàu thì dạng dỡ cái mặt ông với tôi chẳng nhẽ con rể giàu có là để thị u vợ đói khổ à bố siêu an ho khan vài tiếng ông không nói lại vợ chỉ khẽ thở dài rất nhanh hà giang đã có kết quả từ ông tam duệ bát tự diệu an phù hợp sau khi tổ chức xong đám cưới thì phải nhanh chóng thực hiện nghi lễ trước ngày rằm tháng 7. khi đó cửa ngục mở mới có thể mượn các linh hồn ác linh đem theo oán khí của cô gái năm xưa trở lại địa ngục Căn nhà của ông Đình Phong nhanh chóng được trang hoàng lộng lẫy, Hà Giang chuẩn bị 10 tấm lụa đẹp, trang sức, tiền bạc kèm theo rất nhiều lương thực, cùng ông Đình Phong đến nhà Diệu An xin cưới. Đoàn người ngựa đi đến đâu, dân làng cũng chỉ rào khen ngợi đức hạnh của Hà Giang. Ôi, bà hai dòng họ đinh thật nhân hậu, nạp cả thiếp cho chồng, số con Diệu an thật may mắn, từ con ở, giờ nghiễm nhiên, lên làm vợ ba nhà giàu, đúng là vịt hóa thiên Nga, phải là chuột xa chĩnh gạo mới đúng. Tiếng xì xào, bàn tán, xen lẫn cả tiếng tranh luận, rồi cũng có người nói tới, đấy, cứ đồn nhà người ta dính lời nguyền, nguyên rủ gì, đang đại cát, đại hỉ đây thôi. Nghe được những lời này, hai người hài lòng, ông Đình Phong cảm thấy như chút được một phần gánh nặng trong lòng. Dù lời nguyện vẫn còn đó, nhưng cái tốt ông đã lấy được người ông thương lại chấn an được dư luận. Hà Giang thì đắc ý lắm, mọi việc đang thuận lợi theo kế hoạch của cô ta. Nhà Diệu An, phía cuối làng, giáp bên biển rừng U Minh, một căn nhà lá được che chắn tạm bỡ. Hôm nay, ngày đại hôn của con gái lớn cũng được trang trí qua loa. Diệu An tự làm mấy chiếc đèn lồng đỏ treo quanh nhà. Cô trong bộ áo dài đỏ, tóc vấn cao, gương mặt thơ ngây, ửng hồng đang ngồi chờ đợi. Bố Diệu An ốm yếu, khó nhọc đến bên giường, ngồi cạnh nắm tay con gái. Con à, thầy có lỗi với con, nhà mình nghèo, thầy lại đau ốm suốt để con phải chịu khổ, đi ở đợ nhà người ta. Có phải vì thế mà con, con mới lấy ông ta không? không phải thế đâu thầy không phải con hám giàu sang thật lòng con yêu ông đình phong ông cũng thương con thầy ạ à. lấy làm lẽ đấy con ạ à. liệu có sống yên với bà hai nhà đó không người ta lấy con liệu phải còn có mục đích gì không thầy cứ thấy không yên tâm hay là ông thương con mà thầy ông hứa sẽ cưới con thầy đừng có lo con gái lớn rồi mà trước sự quyết tâm của con gái bố sẽ an bất lực thuận ý ông không lo được cho gia đình nên cũng không thể cấm cản con gái huống hồ con gái ông lại như thể bị trúng bùa yêu của ông chủ diệu an nghe thầy nói trong lòng có chút nghĩ ngợi cô yêu ông đình phong cô cũng biết bà hai là người rất ghê gớm trận đòn thừa sống thiếu chết hôm trước nghĩ lại cô vẫn thấy dùng mình nhưng thằng mộc báo tin chính bà hai chuẩn bị mọi thứ để tới đây hỏi cưới cô cho ông đình vậy thì có gì phải lo cô dành chính ngôn thuận được chấp nhận cơ mà nghĩ đến đây diệu an lại vui vẻ chẳng lo lắng gì diệu an ngồi mơ mộng về những tháng ngày được ăn sung mặc sướng cô sẽ được giống như hà giang ở dãy nhà trên có phòng riêng nằm trong chăn ấm nệm êm có kẻ hầu người hạ sẽ không ai dám coi thường cô nữa diệu an ngây thơ đúng như cái tuổi trăng rằm của cô, bố mẹ Diệu An trong bộ quần áo mới đã đợi sẵn đón con rể quý. Nhìn thấy đoàn người nhà ông Đình Phong, mẹ Diệu An không giấu nổi niềm phấn khích. Con chào ông, cái bà này. À, cậu, cậu vào nhà, nhà cửa sơ sài để nhà bên chê cười rồi. Không sao, hai người đừng khách sáo. Hà Giang nhìn khung cảnh ngôi nhà, vẻ mặt khinh thường nhưng rất nhanh lại trưng ra bộ mặt đon đả Ông bà thông gia, sau này hai nhà như một, vợ chồng tôi sau cũng như con cái trong nhà. Ông bà đừng có câu nệ, giờ lành đến rồi, chúng ta mau chóng cho hai người bái đường, còn về bên nhà cho kịp giờ đẹp. Mọi việc diễn ra, ở nhà của Diệu An đều rất nhanh chóng và sơ sài. Diệu An được ông Đình Phong đón lên xe ngựa, có buộc nơ đỏ, trong xe còn có Hà Giang ngồi cùng. Con đường núi gập ghềnh cỗ xe rung lắc theo từng nhịp. Hà Giang nắm tay Diệu An, giọng điệu hối lỗi. Diệu An, cho chị xin lỗi em chuyện hôm trước nhé chị không điều tra kỹ đã trách lầm em rồi em bỏ qua cho chị nhé diệu an nhìn vẻ mặt đầy tội lỗi của hà giang vội xua tay bẩm bà hai không sao ạ chuyện qua lâu rồi con không có để bụng ạ kìa em sao còn gọi bà hai sau hai người là chị em dạ em hà giang cười khinh bỉ cô nghĩ đúng là tôi tớ có dắt vang lên người cũng không gột được sự bần hèn không sao, lâu dần sẽ quen. Sau này là người một nhà rồi, chị em mình đoàn kết, lo toan nhà cửa, cho ông yên tâm lo việc. Dạ vâng. Diệu An ngượng ngùng, cô vẫn chưa quen với cách thay đổi xưng hô đột ngột này. Nói thật là cô vẫn cảm thấy rất sợ Hà Giang. Ở Hà Giang toát lên một khí chất khiến cho người ta cảm thấy run sợ. Làm người ở mấy năm, chứng kiến Hà Giang ra tay với gia nhân trong nhà rất độc ác, nên Diệu An vẫn thấy sợ trong lòng. Ở đình phủ, Ông Tam Duệ đã đợi sẵn trong từ đường, bản lễ của ông phế đầy đủ xôi thịt, một mâm hoa quả lớn, còn có một bát nước, một con dao nhọn để cạnh và một giải lụa đỏ. Khi xe ngựa dừng ở cổng, dân làng đã xuống đông hai bên đường đợi xem cô dâu. Lâu rồi trong làng mới có một đám cưới, lại còn là đám cưới trưởng làng, người giàu có nhất trong vùng. Hôm nay người làng còn được khao một bữa cỗ ra trò nên ai cũng hí hửng ngóng xem mặt cô dâu diệu an xuống xe trong sự trầm trồ của dân làng ai cũng suýt xoa vẻ đẹp của cô ông đình phong nắm tay diệu an đi thẳng đến nhà thờ tổ sau khi thắp nhang bái kiến tổ tiên ông tam duệ trong bộ đồ cúng kỳ dị nhảy múa trước bàn thờ tổ tiên nhà họ đình ông đọc tên diệu an báo cáo dòng tộc rồi dùng con dao nhỏ rạch lên tay ông đình phong và diệu an một đường hai bàn tay đan vào nhau máu từ từ nhỏ xuống chiếc bát hòa đồng vào nhau ông Tam Duệ nhúng xà lụa trong bát nước, lầm nhầm đọc câu thần chú rồi đặt lên bàn thờ. Được rồi đó, ghi tên vợ anh và ra phả đi. Ông Đình Phong đến giờ vẫn ngơ ngác, không hiểu thủ tục hành lễ vừa làm để làm gì. Việc cưới hỏi lần này đều do một mình Hà Giang lo liệu. Ông Tam Duệ bảo làm gì ông cũng chỉ biết ngoan ngoãn làm theo. Đến giờ khi hành lễ đã xong, ông mới thì thầm hỏi ông Tam Duệ. Sao lại có thủ tục này? Tôi nhớ ngày trước tôi cưới, ông đâu có làm lễ như thế này Ông Tham Duệ đang định giải thích Thì Hà Giang đứng bên đã nhanh chóng đỡ lời Kì ông, thầy bảo làm gì ông cứ làm theo đi Đây là ông lấy làm hai, thủ tục nó phải khác chứ Chẳng lẽ ông còn nghi ngờ cả thầy Ông Đình Phong vẫn bán tín bán nghi Nhưng nghe Hà Giang nói vậy, ông cũng chỉ biết làm theo Ông khi tên Diệu An và Gia Phả Hà Giang nhìn theo từng nét chữ mừng thầm trong bụng Ông Đình Phong làm đến cả trăm mâm cỗ đãi làng, bữa tiệc kéo dài đến xế chiều mới tan. Ông Đình Phong đã ngà ngà say, ôm ôm lấy rượu an. Về phòng thôi, tôi nhớ em lắm rồi. Kìa ông, em dọn dẹp đã, em đưa ông về phòng nghỉ ngơi trước nhé. Không, em phải đi cùng với tôi. Ông Đình Phong bế bổng rượu an lên, loạn choạng đi về phía nhà. Trước những tiếng xì xào, ngưỡng mộ của đám gia nhân, Hà Giang đứng phía góc sân không ai nhìn thấy, ánh mắt cô đã đỏ ngầu lửa giận, chầm chầm nhìn theo bóng hai người. Đình Phong hôn lên trán rồi nhẹ nhàng hôn lên môi Diệu An. Ông nhẹ nhàng chiếm lấy thân thể cô, hai thân thể nóng bỏng cuốn với nhau, những tiếng động kèm theo tiếng rên thỏa mãn vọng qua vách cửa gỗ, chiếc giường kê sát vách. Bên này, Hà Giang ngồi nghe những tiếng động, những gân xanh đã nổi rõ trên mu bàn tay, cơ mặt nhăn nhó. Hà Giang cầm chiếc kéo trên tay, trong bóng tối lờ mờ của chiếc đèn dầu được vặn ở mức nhỏ nhất, cô đang từng nhát cắt chiếc áo mà Diệu An tặng cho cô sáng nay. Mày dám ngủ với chồng tao, mày cướp chồng tao, tao thề sẽ không để mày sống yên, mày cứ đợi đấy. Mỗi nhát kéo mang theo căm giận của Hà Giang một lúc đã chỉ còn lại những mảnh vụn. Trong căn phòng bên, sau khi đã trải qua những giây phút mặn nồng, ông Đình Phong ôm Diệu An, vuốt ve mái tóc của cô. Diệu An thẹn thùng, thủ thị. Em đã là người của ông rồi, sau này ông phải chăm sóc và bảo vệ em nhé. Đương nhiên rồi, em là vợ tôi, là dâu con của dòng họ đình, không ai được phép làm tổn hại đến em. Có tôi đây rồi, em yên tâm, sẽ sống trong nhung gấm cả đời. Em không cần giàu sang, em cần ông hứa chăm sóc và bảo vệ em cơ. Ngọc quá, tôi hứa sẽ bên em, bảo vệ em cả đời. Dạ. Diệu An hạnh phúc, vùi đầu vào ngực ông Đình Phong, ngủ ngon lành mà không hề hay biết. Trong căn phòng bên cạnh, người đang lên kế hoạch cho cuộc đời cô. Sáng sớm hôm sau, khi Diệu An vừa thức dậy, Hà Giang đã đợi sẵn ở cửa đòn đà hỏi thăm. Đêm qua, mợ ba ngủ có ngon không? Dạ, em... Chào mợ hai, em em ngủ ngon ạ. Sáng nay có phiên chợ, lát tôi mới xuống đó mua ít đồ mới cho mợ ba nha. Giờ thành mợ ba nhỏ đình rồi, không thể ăn mặc búi sùi như tôi tớ được, mất mặt lắm. Dạ em nghe mợ ạ, xin phép mợ hai em xuống bếp. Ở kìa, xuống bếp làm gì Có còn là tôi tớ đâu Ở trên này cần gì ới con mận thằng Mộc nó làm Hà Giang nhiệt tình quan tâm Nhưng câu nào cũng là lời châm biếm Nhắc nhở xuất thân nô bọc của Diệu An Cô lúng túng chưa biết Nên làm thế nào Thì ông Đình Phong từ trong phòng đi ra Cô ấy còn chưa quen Mà đừng có nói như thế trước mặt gia đình trong nhà Như thế không hay Thì tôi đang nhắc nhở mợ ba Chứ có làm khó gì mợ ấy đâu Hà Giang to vẻ ấm ức Được rồi là tôi trách lầm bà ấy chết đều là tại em em chưa quen nên cứ từ từ rồi thay đổi em đừng có vội à mà từ qua đến giờ em chưa nhìn thấy bà tâm đâu để em xuống bếp chào bà một tiếng ạ bà tâm mất rồi sao ạ ông nói bà tâm mất rồi khi nào ạ lúc em về bà còn khỏe lắm mà Diệu An nước mắt giàn rụa Ông Đình Phong nhìn Hà Giang Hiểu ý cô ôm lấy Diệu An vỗ về Bà Tâm bị cảm mà qua đời thôi Được chôn trong bộ phần dòng tộc nhà mình Giờ chúng ta ăn sáng rồi xuống chợ kẻo trưa Trên đường tôi sẽ kể cho mợ ba nghe Vơi nhà đang chuyện hỉ Khóc là không tốt Diệu An lau nước mắt Vâng lời như một đứa trẻ đi theo Hà Giang từ sau khi cưới Diệu An về cho chồng, Hà Giang tỏ ra rất thân thiện và quan tâm, ngày nào cũng chị chị em em như hình với bóng, tặng cho cô rất nhiều trang sức quý giá, còn đặc biệt sai con mận sắc thuốc bổ cho cô. Diệu An hạnh phúc lắm, lấy được người mình yêu lại có thể sống hòa thuận với bà hai, xa gia đình có hà giang quan tâm như chị gái, người mà trước đây cô chỉ nghe tên thôi cũng đã thấy rất sợ. Diệu An không nghi ngờ gì, ngày nào cũng chăm chỉ uống thuốc mà không hay biết đó là thuốc khiến cô không thể mang thai. Mỡ ba, con mận nó bê thuốc lên rồi, em uống đi cho nóng. Dạ, mỡ hai tốt với em quá, em thì chẳng có gì để báo đáp. Thì ai bảo, chúng ta có duyên cùng thương yêu một người đàn ông, số đã chung chồng rồi, thì mình phải thương yêu lẫn nhau chứ. Chúng ta không hòa thuận, ông ấy lại nghĩ ngợi, có phải không? Dạ đúng ạ, à? nhưng mợ hai cho em uống thuốc gì thế ạ? À? Là thuốc bổ, để nhanh có em bé, còn sinh thêm mấy đứa nữa cho nhà họ đình chứ. thì mợ bà không muốn, sớm sinh con, cho ông Phong mừng á. Diệu An, nghe đến chuyện có bầu, thì mặt ửng đỏ, thẹn thùng. Em uống đi kẻo nguội, dạ. Diệu An không nghi ngờ gì, uống một hơi cạn bát thuốc. Hà Giang nhìn theo, đến khi thấy bát thuốc đã cạn mới hài lòng. Lúc này Hà Giang thay đổi nét mặt buồn rầu, có chút do so dự một lúc mới ngập ngừng lên tiếng: Mợ bà này, có chuyện này tôi phân vân không biết có nên nói không? Có chuyện gì thế? Mợ hai cứ nói đi, ạ. em xem có giúp được gì không ạ? Mợ mới về làm dâu nên chắc chưa biết. Chẳng là gia tộc nhà mình có dính một lời nguyền vẫn chưa được hóa giải. Có chuyện đó nữa ạ? À? Thế phải làm thế nào mới hóa giải được ạ? À? Phải có người trong dòng họ tự nguyện hiến tế mới có thể giải trừ được. Tự nguyện hiến mạng ấy ạ? À? à không, chuyện là làm phép thôi. Mà trong tộc mình đến giờ chỉ có mợ ba có bắt tự phù hợp để giải trừ. Nhưng... Nhưng gì ạ? À? Mợ hai cứ nói đi ạ. À? Nhưng không biết mợ ba có đồng ý giúp ông không? Lâu ngày ông ấy cứ mất ăn mất ngủ về chuyện này. Tinh thần suy sụp hẳn chắc là ông ấy xấu không nói với mợ ba phải không vâng ông không nói gì với em cả chết thì tôi lại nhỡ mồm rồi ông biết lại trách phạt tôi thì chết thôi coi như tôi chưa nói gì nhé đừng nói gì với ông nhé dạ nhưng nếu không làm lễ thì sẽ như thế nào ạ thì cả cái dòng tộc này sẽ bật lời nguyền ám sẽ chẳng ai có thể sống sót được thôi thì nó bắt đến ai thì người đó chịu vậy cũng chẳng biết ngày mai sẽ là tôi là mợ ba hay là ông phong nữa hà giang vẻ mặt đau khổ thở dài nhưng đôi mắt thì cẩn thận dò xét thái độ của diệu an cô ngây thơ ngẩn người suy nghĩ một lúc rồi nắm tay hà giang mợ hai làm lễ sẽ giải trừ được lời nguyền phải không ạ à? sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng phải không ạ à? thầy tam duyện nói sẽ không sao chỉ cần dùng máu để hiến tế rồi dùng hình nhân thế mạng thôi vậy em tự nguyện ạ à? em đã là người của ông là dâu con của dòng tộc họ đình em cũng phải có trách nhiệm ạ à? ôi thật không cả nhà biết ơn em mợ bà chuyện này cứ bí mật đã nhá để tôi lựa lời nói với ông phong ông thương em sợ lại sẽ không đồng ý dạ hà giang nhận được câu trả lời trong lòng như chút được một phần gánh nặng giờ chỉ cần nói điều này với ông đình phong thôi chuyện này sẽ chấm dứt tối đó hà giang giữ chân ông đình phong ở phòng mình để nói chuyện bữa nay ông ở bên này đi tôi có chuyện cần bàn bạc có chuyện gì bà nói nhanh đi tôi qua bên đó không chịu an lại nghĩ ngợi ông lo mở ba nghĩ ngợi vậy sao ông không lo tôi cũng đau lòng ông đình phong nhận ra mình lỡ lời vội ôm hà giang an ủi kìa bà tôi không có ý đó tại cô ấy còn nhỏ nay tôi ở lại đây với bà hà giang cơ mặt mới từ từ giãn ra tôi biết giờ ông không còn thương tôi nhưng có chuyện này tối nay nhất định ông phải ở đây có chuyện gì mà quan trọng thế ông ham tình trẻ quên luôn phụ lời nguyền giả hay trời trong nhà có thêm người chết mới lo Bà biết tôi không lo à? Tôi đang đau đầu đây. Lo? Lo hú hí với mợ bà. Chứ tôi theo ông có sốt sáng gì đâu. Tôi thấy có người phù hợp rồi. Ai? Mợ ba? Vớ vẩn. Thế ông định dùng ai? Thằng Dũng, vợ nó. Ông hay là tôi? Hay là thằng Nam, con Tuyết? Tôi nói cho ông nghe. Ông đứng đầu cái gia tộc này. Ông nên biết cẩn giữ cái gì, hy sinh cái gì. Đừng để đến khi chết đi xuống dưới đó. Không biết ăn nói thế nào liệt tổ, liệt đông nhưng cũng không thể dùng mợ ba sao ông xót cô ta tôi nói ông nghe tôi đồng ý cưới cô ta cho ông không phải để vừa lòng ông mà tôi vì cái dòng tộc này bát tự của cô ta tôi đã nhờ thầy tam duệ coi rồi phù hợp hơn nữa cô ta cũng đồng ý rồi bà nói cái gì diệu an đồng ý đúng thế có điều không biết là sẽ chết ông quyết định đi tồn vong cái gia tộc này trong tay ông đó đừng có bảo tôi không nói trước ông đình phong đứng dậy đi ra nhà ngoài ông đi đâu ông lại sang với cô ta phải không tôi cần suy nghĩ bà ngủ đi ra phòng khách không đốt đèn chỉ có bóng sáng lập lòe từ chiếc đóm châm điếu bóng ông đình phong ngồi đơn độc suy nghĩ ông yêu diệu an nhưng xa tộc không thể lụi bại trong tay ông ông đình phong ngả lưng trên chiếc phản suy nghĩ rồi thiếp đi chìm vào trong giấc mộng một người đàn bà ngồi vắt vẻo trên ngọn cây cao mái tóc buông dài với nụ cười quỷ dị, bóng người từ trên cây bay thẳng về phía ông Đình Phong, hai tay bóp chặt lấy cổ ông Đình Phong, gương mặt áp sát, mùi máu tanh từ miệng phả vào mặt nồng nặc, thì thầm: màu đền mạng đi. Ông Đình Phong cố gắng vùng vẫy thoát khỏi đôi tay càng lúc càng siết chặt, khiến ông ngột ngạt không sao thở được, mồ hôi đã lấm tấm trên trán, càng cố gắng vùng vẫy thì như có ai đó trói chặt ông lại, không sao cử động được diệu an đợi không thấy ông đình phong qua ngủ cô biết ông ngủ bên phòng bà hai nên trằn chọc không sao ngủ được cô thấy khó chịu nên cầm đèn đi ra ngoài muốn uống nước ra đến phòng khách dưới ánh đèn dầu cô thấy ông đình phong nằm trên phản gương mặt tái nhợt ú ớ ông ơi ông ông đình phong choàng tỉnh gương mặt sợ hãi đâu rồi cô ta đâu ai ạ à? từ lúc em ra có mình ông nằm đây còn ai nữa đâu ạ à? Ông Đình Phong nhìn Diệu An rồi đảo mắt tìm kiếm xung quanh, nhận ra không có ai, chuyện vừa rồi là một cơn ác mộng, ông mới thở phào nhẹ nhõm, thứ vừa trải qua từ hơi thở đến những lọn tóc chạm vào mặt ông đều rất chân thật. Ông Đình Phong nhìn Diệu An, ánh mắt thơ ngây của cô khiến trái tim ông quặn đau. Ông không thể để lời nguyện tiếp diễn nếu không hy sinh cô thì có lẽ Đúng như Hà Giang nói, người tiếp theo có thể sẽ là ông, là các con của ông. Không, ông không thể để hậu duệ của dòng tộc ông phải hy sinh được. Ông Đỉnh Phong nắm tay Diệu An. Ngoan, khuy rồi, để tôi đưa em về phòng. Diệu An khẽ gật đầu đi qua phòng Hà Giang, cửa không mở. Sau cánh cửa, Hà Giang đứng trong bóng tối quan sát hai người. Ánh mắt một lần nữa lộ rõ sự ghen tức. Mỗi lần nhìn chồng thân mật với Diệu An, cô đều rất khó chịu. Sự ghen tức mỗi ngày nhiều lên thêm một chút. Cô không những muốn dùng thân xác của Diệu An để trấn yểm, cô còn muốn sam cầm chế ngự linh hồn của Diệu An. Chỉ có như thế, cô mới cảm thấy thoải mái với việc chung chồng cùng Diệu An suốt thời gian qua. Ông Đình Phong đưa Diệu An về phòng, lấy chăn đắp cho cô rồi an ủi. Hôm nay em chịu khó ngủ một mình nhá, tối nay tôi ngủ bên phòng bà hai, Ông để em ngủ một mình sao? Ngoan nào, tôi ở cùng em cả tháng nay rồi, cũng cần phải cân bằng đôi bên phải không nào? Diệu An hiểu ra điều chồng nói, ngoan ngoãn nghe lời, dù trong lòng cảm thấy không vui, nhưng cũng biết phận làm lẽ, lại chung chồng thì phải chấp nhận cảnh chăn đơn gối chiếc là bình thường. Huống hồ, bà hai lại tốt với cô như thế. Cô không thể ghen tị, không thể chiếm ông Đình Phong là của riêng được. Nghĩ thế đó, Diệu An tự trách bản thân đã quá nhỏ mọn và ích kỷ, cô tự tát vào mặt rồi kéo chăn kín đầu, cuộn tròn như chú mèo nhỏ chìm vào trong giấc ngủ. Cũng như ông Đình Phong, cô cũng có một giấc mơ, nhưng trong mơ, bà Tâm đứng cạnh đầu giường cô nhắc nhở, "Rời khỏi đây đi con, đừng quay đầu lại, hãy chạy ngay đi." Lời nói của bà Tâm ngắt quãng rồi bị một bóng đen phía sau ập đến kéo bà đi mất. Diệu An nhìn rất rõ gương mặt hoảng loạn của bà Tâm trước khi bị bóng đen ấy cuốn đi. Sự sợ hãi trong đôi mắt của bà, miệng mở to cố gắng nói thêm điều gì đó nhưng không kịp. Bàn tay vươn về phía cô cầu cứu, từng giọt máu từ các đầu ngón tay nhỏ xuống sàn nhà thành từng vệt dài kéo vào vô tận. Trong căn phòng của Hà Giang, ông Đình Phong không ngủ hỏi chuyện. Sao bà biết Diệu An sẽ đồng ý làm vật tế? Thì tôi kể cho cô ấy chuyện nhà ta dính lời nguyên Thầy cũng nói chỉ có mạng của cô ấy mới cứu được gia tộc Thì nói khi nào Thì hôm tê coi ngày cưới cho ông Cô ấy đâu có mang họ đình Làm sao hiến tế được Sao lại không mang họ đinh Đã quỷ lại tổ tiên Cắt máu dung hòa Còn khi tên trong gia phả Không mang họ đình Nhưng đời này đã mang số mệnh con dâu họ đình Chết là ma nhà họ đình Ý bà là nghi lễ trong đám cưới Là một phần của việc hiến tế Bà đã chuẩn bị trước thì sao chẳng nhẽ để ông bế thẳng con Nam, con Tuyết đi làm vật hiến tế à? đừng hòng chúng là con tôi nằm mơ cũng đừng có động đến một cọng lông nào của chúng nó. còn tôi ngoại đạo làm gì có trong gia phả nhà ông bộ đói cúng tế. ông Đình Phong trầm ngâm Hà Giang thấy vậy vội dịu giọng nịnh nọt tôi biết Tôi làm như vậy là không đúng, nhưng tôi cũng chỉ vì cái nhà này mới phải làm như vậy. Ông suy nghĩ cho kỹ, thời gian không còn bao lâu đâu. Thầy nói phải hoàn thành nghi lễ trước khi cửa địa ngục đóng lại. Nếu không thì mạng đổi mạng triền miên, còn không thì chúng ta đợi rồi cùng chết. Bà để tôi suy nghĩ, đừng có dồn ép. Tôi ngủ đây. Ông liệu rồi ngủ đi, khuya rồi, có tuổi rồi đừng có thức khuya quá. Hà Giang đã ngả lưng rồi, chỉ một giấc ngủ, chỉ một lát sau, chỉ còn tiếng thở đều đều, Ông Đình Phong ngồi trầm ngâm, nhìn vào trong bóng tối, ông nghĩ đến Diệu An và ông cũng sợ, nếu nằm xuống ngủ, người đàn bà trong giấc mộng ban nãy lại xuất hiện thì thật đáng sợ. Ông tựa lưng lên thành giường, không dám chợp mắt, mãi đến gần sáng, khi tiếng gà đã báo sáng, ông mệt mỏi ngủ thiếp đi. Hà Giang thức dậy, thấy chồng ngồi ngủ, cô đắp cho ông chiếc chăn mỏng, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Ngoài sân, Diệu An đã dậy từ sớm quét sân Dù đã đổi đời thành bà ba Nhưng cô không ngồi một chỗ mà hưởng thụ được Không làm việc, cô thấy tay chân cứ bứt rứt khó chịu Hà Giang nhìn cô cười khẩy thầm nghĩ Làm đi, không thành ma rồi xuống đó Lại không biết làm gì Mợ ba, dậy sớm thế, không ngủ được à Dạ, em chào mợ hai ạ Em quen dậy sớm rồi làm nhiều Thấy người khó chịu lắm ạ Thế chuyện hôm qua tôi nói Mợ nghĩ thế nào rồi Hôm qua tôi nói chuyện mà ông mừng lắm May mà có mợ hiểu chuyện Mợ thương ông ấy chịu vì cái nhà này mà giúp đỡ Có gì đâu bà hai Em thương ông, em là người của ông rồi Cũng nên làm cái gì đó cho ông và dòng tộc chứ ạ à? Nếu không có ông thương em Có mợ hai rộng lượng Thì em vẫn chỉ là con ở Kìa, mợ ba đừng có nói thế Giờ mình là người một nhà rồi Sao nói chuyện ơn huệ Vậy này mợ ở nhà, tôi đi hẹn thầy làm lễ cho sớm nha Dạ Hà Giang nói xong Lập tức sai thằng Mộc lấy xe ngựa trở qua nhà ông Tam Duệ con đường núi sau cơn mưa trơn trượt, cỗ xe ngựa bỗng chốc lại chạch bánh, khiến cái xe lắc lư trao đảo. Hà Giang ngồi trong xe, bực giọng quát. Cái thằng ngu này, mày không biết đánh xe à? Cái ổ gọi ổ voi nào, mày cũng lao xuống. Mày muốn tao ngã lộn cổ trong ngày à? Con xin lỗi, tại đường trơn quá, bà thông cảm, bà nhớ bám chắc vào nha. Đi mất hơn một tiếng, cũng đến nước nhà ông Tam Duệ, vì là sáng sớm. nên hôm nay, ông chưa có mặt trong điện, hà giang phải đợi một lúc lâu mới thấy ông lụ khụ đi từ sau núi về nhìn thấy cô ông đoan đả sao rồi đã chọn được người chưa dạ được rồi thầy ạ à. nay tôi qua đây là báo thêm một tiếng khi nào thì có thể làm lễ ạ à? ông tam dễ đi tới thắp nhang lên khắp các bát hương trên ban thờ, nhấp một hụm nước chè nhắm mắt bấm đầu ngón tay tính toán cứ về đi ta sẽ xuống nhà ngươi rồi sắp xếp chưa phải lúc hà giang cất công đi không được việc thì tức giận ra về ở nhà ông Phong đã đợi trong nhà lớn Bà vừa đi đâu về Tôi tới gặp thầy chứ đi đâu Ai cho bà tự quyết đi tới đó Tôi không đồng ý Có chọn cô ấy làm vật tế Cũng phải là tự nguyện Chứ không phải lừa người ta như thế Ý ông là tôi lừa Tôi ép buộc Bà chẳng nói tôi qua như vậy còn gì Tôi sẽ nói rõ với cô ấy Để Diệu An tự lựa chọn Cái gì Tự chọn á Tôi nói cho ông biết Ông định vì cô ta mà từ bỏ gia đình này Dòng tộc này phải không Nếu thế thì để ba mẹ con tôi chết cho ông vừa lòng thay vì để có lời nguyền chết tiệt ấy giết dần, giết bọn trong sợ hãi. Bà ép tôi, tôi ép đấy, ống vì một con ỏ mà từ bỏ dòng họ phải không? Ông Đình Phong nhìn thái độ gay gắt, gương mặt đẫm lệ của Hà Giang bất lực vò đầu. Ông đi lên từ đường nhìn những tấm bài vị tự nói. Con phải làm sao đây ạ? Nhất định phải lấy mạng đổi mạng sao? Xin tổ tiên hãy soi đường chỉ lối. Ông Đình Phong đứng rất lâu trong nhà thờ. Mấy hôm sau ngày nào ông cũng gặp ác mộng, trong mơ người đàn bà có gương mặt đáng sợ ấy lại tìm đến ông, cô ta không ngừng tiến đến, muốn lấy mạng ông hết lần này đến lần khác. Đêm nay ông Đình Phong lại gặp ác mộng, ông hoảng loạn ngồi bật dậy, Hà Giang thấy vậy cũng ngồi dậy, vỗ lưng cho chồng quan tâm hỏi han. Ông gặp ác mộng à? Ừ, đêm nào cũng thế này, sinh bệnh mà chết thôi. Chuyện hiến tế ấy, cứ làm như bà nói đi. Hà Giang nghe vậy thì mừng lắm, Cuối cùng thì chồng cô đã nghĩ thông thuận theo kế hoạch của cô. Hà Giang trong bóng tối cười đắc chí, có sự đồng thuận của chồng, Hà Giang càng yên tâm hơn, giờ chỉ cần thực hiện nghi lễ nữa là cô không còn chịu kiếp chung chồng, cũng không còn sợ lời nguyền nào nữa. Diệu An mấy ngày thấy ông Đình Phong có thái độ lạnh nhạt thì lo lắm, không biết đã làm sai điều gì, muốn gặp hỏi cho ra nhẽ mà ông toàn lánh mặt. Cô buồn rầu ngồi tâm sự với mấy đứa người làm thì Hà Giang đi tới. Vui nhỉ, Tối tới nhà này, giờ ngang hàng ngồi tám chuyện với chủ, chúng mày hết việc làm à? Mợ như thế còn ra thể thống gì nữa? Dạ vâng ạ, à. tại mọi người làm hết việc rồi nên... Hết! Cả cái nhà to như thế này, làm gì có chuyện hết việc. Mợ đừng có làm biếng, giữ cái nết người ở mà làm hư chúng nó. Diệu An sững sờ trước thái độ của Hà Giang. Cô ngẩng mặt nghĩ ngợi, thì ra trước giờ cô trong mắt mợ hai vẫn chỉ giống như người ở. Mấy hôm nay không chỉ có ông Đình Phong tránh mặt mà thái độ của mợ ba cũng thay đổi rất nhiều. Hà Giang nhận ra mình lỡ lời lại ngọt nhạt chấn an. ấy chết, tôi xin lỗi, tôi không có ý đó. Có phải em làm sai gì không ạ? À? Mấy hôm nay hình như ông cũng tránh mắt em. Ông ấy bận lo hàng xuống xuôi, thêm chuyện lời nguyền nên hơi mệt, chứ không có gì đâu. Em đừng có nghĩ linh tinh. Chuyện lời nguyền là thật ạ? À? Ờ hay. Thế mợ ba nghĩ là tôi đùa mợ à Chuyện mợ nhận lời tôi đã báo cáo với tổ tiên rồi Mợ đừng có nuốt lời đấy Mà giờ mợ có thay đổi cũng không được Mợ đã là người được chọn rồi Diệu An cũng không hiểu những gì Hà Giang nói Chỉ là một nghi thức tượng trưng thôi Có gì mà phải nghiêm trọng đến thế Cô lắc đầu khó hiểu Nhưng rồi cũng chẳng nghĩ nhiều Vô tư ra bờ suối ngồi chơi Hôm nay khi trời vừa sẩm tối, ngoài cổng ông Tam Duệ trong bộ áo mưa làm từ lá cọ lững thững đi vào. Ông đi có một mình, dáng người gầy ốm, nhưng không hiểu sao tiếng bước chân rất nặng vang lên từ ngoài sân. Phía sau ông, một luồng khí đen mờ ảo cuộn theo. Đi tới đâu, cây cối cũng trở lên cháy xém. Ông không vào nhà mà đi một vòng xem xét. Ông Đình Phong thấy vậy cũng chỉ lặng lẽ theo sau. Một lúc sau, Ông lấy từ trong túi ra Đưa cho ông Đình Phong một bọc nhỏ Được gói rất kỹ Trong đây có 5 lá bùa Cậu hãy mang chúng đi chôn ở bốn góc nhà Cái thứ năm hãy chôn phía sau từ đường nhà cậu Nhớ phải tự mình làm Đừng có để ai thấy Vâng ạ, à, đi luôn đi Ông Đình Phong mang theo chiếc đèn dầu Cầm những lá bùa đi ra phía sau nhà Trong nhà chỉ còn Hà Giang và Thầy Tam Duệ Đang ngồi thảo luận về nghi lễ Tìm được người rồi thì quản cho chặt Đừng để cho người ta đổi ý, nếu không có người làm vật chấn yểm thì sau rằm tháng 7 mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được. Vâng, vậy có cần làm gì cô ta trước khi tế lễ không ạ? À? Phải tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ áo lụa trắng, đi hài đỏ, chuẩn bị cho ta một cái thủ lợn, đủ 5 loại quả, 5 lọ hoa trắng, nghe chưa? Dạ, vậy sau khi thực hiện xong nghi lễ thì xác cô ta làm thế nào ạ? À? Có được đem về chôn cất trong khu mộ của dòng họ không ạ? À? Mày điên à? Sắc nó phải phanh thây chấn yểm tứ phương khu đất của dòng họ ngươi chứ chôn trong bộ phần thì cần gì lập cái đàn tế này các người chết chung với nó luôn cho xong tối mai đúng giờ tuất đưa nó lên cái đền thờ ấy đừng có sai giờ nếu không không kịp hoàn thành nghi lễ đâu diệu an được ông đình phong cho về nhà thăm cha mẹ ít hôm trước khi thực hiện nghi lễ mà bố mẹ sợ cô về nhà lâu không tốt nên trời còn chưa tối đã bắt cô quay lại nhà họ đình Diệu An sợ bố mẹ phiền lòng, cũng không kể cho họ nghe về lễ hiến tế. Cô vâng lời đi về, cô cũng thấy nhớ ông Đình Phong nữa, mới có mấy tiếng không gặp đã thấy khó chịu. Trời mưa, về đến phủ không thấy có ai, cô liền đi thẳng vào nhà, cánh cửa nhà lớn đóng chặt, chỉ có ánh đèn dầu le lói hát ra. Đứng ngoài, Diệu An nghe thấy tiếng bà hai nói chuyện với một người đàn ông, tò mò cút gión rén, nép sau cánh cửa lắng nghe. Diệu An kinh ngạc, trước những gì vừa nghe, bàn tay vô thức đưa lên bịt chặt lấy miệng, đến thở cũng không dám thở mạnh, chân tay buồn rùn, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt. Diệu An chưa kịp định thần, thì tiếng ông Đình Phong vọng tới, kèm theo tiếng bước chân đang đi từ phía nhà sau lên. Diệu An luống cuống chạy ngay về phòng, vừa kịp đóng cửa, châm được chiếc đèn dầu, thì tiếng ông Đình Phong bên ngoài vang lên. Mở ba, em về rồi sao? Dạ, em, em vừa về ạ. Diệu An ra mở cửa, cố gắng tỏ ra bình tĩnh ông tam duệ và hà giang nghe thấy tiếng nói bên ngoài vội dừng câu chuyện đi ra hà giang giật mình lo lắng không biết cô có nghe thấy gì không ánh mắt chăm chú dò xét thái độ của diệu an mợ ba về nó lúc nào thế sao tôi không nghe thấy tiếng mợ ba dạ em vừa về tới mưa ướt quá nên em về thẳng phòng luôn ông đây là diệu an trong lòng hoảng loạn lắm nhưng cô ý thức được nếu để họ nhận ra cô đã biết chuyện thì không biết mọi việc sẽ như thế nào diệu an tỏ ra ngơ ngác thắc mắc nhìn biểu hiện ngây ngô của diệu an hà giang thở phào giọng chuyển sang đon đả đỡ lời trước khi ông thầy kịp lên tiếng đây là thầy tam duệ thầy sẽ làm lễ trừ tà cho nhà ta em yên tâm thầy giỏi lắm ngày mai em cứ ngoan ngoãn nghe theo thầy hướng dẫn là được dạ ông đình phong đứng bên đôi hàng lông mày nhíu lại, cảm giác tội lỗi đang đấu tranh trong đầu ông. Nhưng trước sự tồn vong của đại gia tộc, ông không thể không hy sinh cô. Ông Tam Duệ nhìn Diệu An chầm chầm, không nói gì, kéo Hà Giang sang bên, dặn dò mấy câu rồi ra về. Hà Giang nghe xong, quay lại nhìn Diệu An với vẻ mặt toan tính. Con Mẫn, con Mẫn đâu? Dạ, ba hai cho gọi con ạ. Đêm nay mày ngủ với mợ ba. Diệu An ngơ ngác, chưa hiểu gì. Hà Giang đã bước đến nắm tay cô. Mai làm lễ, rồi thầy dặn phải giữ thân sạch sẽ không vấy bẩn nên mợ ba chịu khó ngủ với con mẫn đêm cần gì cứ sai nó không cần đâu ạ à, em ngủ một mình được mà mợ hai con mẫn đứng bên cạnh láu táu ôi hay để mợ ba ngủ một mình đi ạ à? chứ con ngủ gáy lại sợ làm mợ ba không ngủ được im miệng đấy là việc mày à nói ngủ cùng thì cứ thế mà làm diệu an nghe hà giang quát người hầu cũng hiểu ra là răn đe mình cô đứng im không dám nói gì nữa chỉ đành nghe theo sự sắp xếp của hà giang con mẫn bị chủ quát mặt tái mét khép nép đi theo cái nháy mắt ra hiệu của hà giang tao cấm mày đêm nơi ngủ phải trông chừng mỡ ba cô ta đi đến đâu phải đi tới đó không được rời mắt không được sự cho phép của tao không được để cô ta đi ra khỏi phủ nghe chưa dạ vâng nhưng sao phải làm thế ạ à? cô ta là vật tế nếu mà biến mất thì tao mang mày lên tới sống thay cô ta dạ con con biết rồi ạ à? mẫn là người hầu thân cận của hà giang nên nghe tới đó nó cả đêm không dám ngủ cứ ngồi mở tròn hay mắt canh chừng diệu an đêm ấy không sao ngủ được cô không hiểu sao ông đình phong lại dùng cô làm vật tế diệu an nhớ ra giấc mơ thì ra bà tâm đã luôn cảnh tỉnh cô nói cô phải rời khỏi nhà này vậy mà cô lại không nghĩ ra diệu an bắt đầu tự vấn lẽ nào ông đình phong không yêu cô không chắc là ông cũng giống như cô bị hà giang lừa gạt bây giờ cô phải làm gì đây mạng sống của cô sắp bị người ta mang đi hiến tế cô sẽ chết không, cô không thể chết được, cô mới chỉ có 16 tuổi, tuổi xuân còn đang phơi phới, sao có thể để người khác tùy ý, sắp đặt số phận của cô được. Cái gì mà được chọn, chỉ có cô tự chọn thôi, cô phải sống, nhất định phải sống. Diệu An ngồi bật dậy, phải trốn, cô phải rời khỏi nơi này, ngay bây giờ. Diệu An nằm chờ đến nửa đêm, khi nghe thấy tiếng con bẫn gáy đều đều, khẽ hắng rọng kiểm tra, chỉ thấy nó khẽ cựa mình rồi lại ngủ tiếp. Cô đến bên, khu tay không thấy nó có phản ứng, rón rén trốn ra khỏi phòng. Ra khỏi nhà, trời vẫn còn tối đen như mực, mọi người vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Diệu An chạy ra phía sau nhà, đằng sau dãy nhà bếp có một con đường nhỏ xuyên vào rừng U Minh. Đấy là lối đi tắt, có thể dẫn ra con đường mòn đi xuống xuôi. Mấy hôm nay trời sắp có bão, mưa nhiều, con đường trơn trượt. Diệu An không nghĩ gì, ra khỏi nhà cô cắm đầu chạy thục mạng. Trong bóng đêm, Ngoài tiếng mưa tí tách trên cành lá, còn có những âm thanh vô cùng đáng sợ của muông thú trong rừng. Tiếng ầm ồ, lao sao, khi lại ma mị như tiếng ai đó đang cười. Tiếng cười hỉ hả khi lại như tiếng ai đó đang khóc đến sợn tóc gáy. Thi thoảng, những tia chớp kèm theo sấm nhập nhằng trên bầu trời dọi xuống, những tán lá lập lòe những bóng sáng, tạo ra những gương mặt quỷ dị trong đêm tối. Diệu An sợ hãi, nhìn xung quanh chẳng thấy có ai, nước mắt giàn rụa, Diệu An chắp tay lầm nhầm cầu khấn. Con cầu xin các đấng thần linh, thần rừng, xin hãy bảo vệ che chở cho con thoát khỏi nơi này. Con biết con không được phép tự ý đi vào lãnh địa cấm kỵ, nhưng xin các đấng linh thiêng đừng trách phạt con kẻ tôi tớ, người trần mắt thịt, con cầu xin các ngài hãy soi đường chỉ lối cho con Trong phòng Con mẫn ngồi ngủ ngã lăn xuống đất Nó lóc ngóp bò dậy Mắt nhắm mắt mở Không nhìn thấy Diệu An Nằm trên giường hốt hoảng la lớn À mở ba mở ba biến mất rồi Vợ chồng ông Đình Phong Nghe tiếng thét của con mẫn Vội vàng chạy sang Hà Giang không thấy Diệu An đâu hốt hoảng quát lớn Tao đã dặn mày canh chừng mà như thế à Tìm ngay phải tìm ngay nó về đây Nếu không tao sẽ chôn sống mày con Mẫn hốt hoảng lục tìm khắp trong phủ. Ông Đình Phong cho đánh thức tất cả người hầu trong nhà. Mọi người tập trung trước sân chính. Hà Giang cầm tập giấy đứng trước hiên hô lớn. Đây là khế ước bán thân của mọi người. Bây giờ nếu ai tìm ra được mợ ba, bà sẽ hủy đi tờ giấy này. Nếu còn thưởng thêm 5 gùi thóc và một con trâu làm vốn. Tất cả mọi người đang ẻo oải vì bị đánh thức giữa đêm trong cái thời tiết mưa gió này nghe đến có thể tự do lại có vốn liếng làm ăn thì ai đấy nhanh tay cầm đuốc chạy đi tìm kiếm đoàn người nhanh chóng lần được vết chân của diệu an dẫn vào rừng do mưa mà dấu chân của diệu an còn mới trên nền đất diệu an không quen đường rừng lần mò trong bóng tối khiến cô mất phương hướng cứ bị quẩn quanh trong các tán cây lớn bị vô số dây leo quấn quanh khi lại bị những chiếc lá sắc nhọn cứa vào thân thể đau rát diệu an chạy mãi người đã thấm mệt mà vẫn chưa ra được đến bìa rừng từ phía sau tiếng chó sủa tiếng bước chân lục sục tìm cô đã chuyển đến nhìn lại diệu an đã thấy những ánh lửa lập lòe quá hoảng loạn diệu an trượt chân va phải một tảng đá lớn khiến chân phải rách một mảng lớn đau đớn diệu an cắn chặt bàn tay ngăn không cho tiếng thét phát ra cô vội vàng đứng dậy tập tễnh bước tiếp Diệu An không dám ngồi lại băng bó, chỉ có thể để mặc vết thương dỉ máu mà bỏ chạy. Đàn chó săn lùng sục rất nhanh, đã ngửi được mùi máu tanh, chúng chạy như điên về hướng Diệu An, nhanh lên, hướng này có vết máu, chắc mở ba bị thương rồi không đi xa được đâu, chia nhau ra tìm đi. Diệu An không thể đi được nữa, cô trốn trong một hốc đá phía sau một cây đa lớn. Diệu An ngồi ôm gối cầu khấn, mong rằng thần linh sẽ che chở giúp cô thoát khỏi kiếp nạn này bầu trời cũng đã sáng hơn mưa cũng đã tạnh đoàn người truy tìm nhanh chóng phát hiện ra nơi lẩn trốn của diệu an một con chó sụp vào tận trong hang sùa ầm ĩ diệu an nước mắt đầm đìa đã không có phép màu nào không có vị thần nào nghe được lời thỉnh cầu của cô đoàn người đưa được diệu an trở về cũng đã quá trưa chân người diệu an lấm lem bùn đất những vết thương không ngừng rỉ máu ông đình phong nhìn thấy cô không khỏi xót xa tại sao dân nông nỗi này sao em lại làm như thế Diệu An chưa kịp trả lời, Hà Giang từ trong nhà lao ra, tát một cái trời ráng lên mặt Diệu An, khiến khóe môi cô sớm máu, mày dám bỏ trốn sao, mày tự nguyện rồi lại nuốt lời à? Kìa, bà làm cái gì thế hả? Người đâu, đem mỡ ba vào trong nhà tắm rửa, băng bó các vết thương, nhốt lại cho bà, canh giữ thật cẩn thận, tôi cấm ông không được bén mảng tới đó, nếu ông động lòng thương xót mà thả nó ra thì đừng có trách tôi. Hà Giang nói xong thì hầm hầm trở lại nhà trên để mặc cho ông Đình Phong tức giận nhìn theo. Hà Giang nhìn thái độ thương xót của chồng dành cho Diệu An, cơn ghen trong lòng lại trỗi dậy. Dù biết chỉ còn vài tiếng nữa thôi, cái gai trong mắt cô sẽ biến mất khỏi thế gian này, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ghen tức. Hà Giang mở tủ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong có một hình nộm gỗ, cùng một lá bùa nhỏ nhìn hai món đồ trong tay hà giang cười nham hiểm cô cẩn thận bỏ con đụng gỗ và tấm bùa vào túi áo hà giang sai người chuẩn bị đầy đủ các tế phẩm cho người mang lên đền thờ từ sớm chốc chốc cô lại chạy xuống kiểm tra căn phòng giam giữ diệu an ông đình phong từ lúc tìm được diệu an thấy cơ thể cô chằng chịt những vết thương trong lòng trở lên phức tạp ông thương cô khi biết cô bỏ trốn ông đã hy vọng cô có thể chạy thoát nhưng giờ cô đã ở đây Vậy là số mệnh đã chọn cô Ông Đình Phong Trong từ đường thắp một nén nhang Mong rằng những gì cô đang làm là đúng đắn Xin bệ trên soi đường chỉ lối Chẳng có lời hồi đáp Chỉ có những sóng lòng cứ rội lên Từng đợt trong lòng ông Đình Phong Tâm trí trở lên hỗn loạn Càng gần đến giờ làm lễ Ông càng thấy khó chịu Rất nhanh Đã đến giờ tuất Diệu An được đưa lên đền thờ bên trong ngôi đền được dán rất nhiều bùa chú có ba chiếc bàn lớn chiếc ngoài cùng bên trên đặt một cái mâm với chiếc đầu lợn còn sống đôi mắt nó vẫn còn thể hiện rõ sự sợ hãi có lẽ nó bị người ta chặt lấy đầu khi vẫn còn thần thức có một chiếc bàn đặt đủ các loại hoa quả vàng hương và một con gà trống vẫn còn sống diệu an bị trói lên chiếc bàn chính giữa cô cố gắng vùng vẫy nhưng không thể nào thoát ra được diệu an gào khóc trong tuyệt vọng Thầy ơi, u ơi, cứu con với, cứu con. Mày im đi, đây là số phận của mày rồi, chấp nhận đi. Được chết để bảo vệ danh tiếng gia đình nhà chồng là phúc phận của mày rồi. Ngoan ngoãn, chết rồi ta sẽ chôn thi thể mày trong phần mộ dòng tộc. Bằng không, tao cho người phanh thây. Nếu mày không muốn bố mẹ mày, các em chịu chung số phận với mày, thì cứ chống cự đi. Trong đền, không chỉ có Hà Giang, đang thắp những ngọn nến, cô lớn tiếng rắn đe dịu an. Tại sao? Tại sao bà lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao à? Tại mày ngu, ai cho mày cái gan dám đặt chân vào cái nhà này? Đũa mốc mà tròi bơm son à? Đây là cái giá cho sự ngu xuẩn của mày, hiểu không? Hóa ra là bà đã có kế hoạch, bà nhắm đến tôi ngay từ đầu. Phải thì sao? Tôi tớ như mày lại dám cướp chồng bà. Tôi, tôi sẽ nói cho ông Định Phong biết. Tiếng cười đắc chí của Hà Giang rít qua kẽ răng từng hồi thật đáng sợ. Mày nói đi, mày nằm ở đây rồi mày nghĩ là ông muốn lựa chọn thế nào? vì mày ư xin lỗi đã là mày thất vọng mày ở đây cũng là chủ ý của ông ấy đấy tôi tôi không tin tôi không tin mày không tin ông ấy thương mày thì đã cứu mày đã thả mày đi diệu an lúc này mới hiểu ra chẳng ai có thể cứu cô diệu an nhìn hà giang khẩn cầu bà hai là con sai rồi bà là con không biết thân biết phận con cầu xin bà hãy tha cho con cho con một con đường sống con sẽ rời khỏi nhà họ đình con sẽ không dám tranh giành thứ gì của bà cả là con ngu dốt con xin bà con cầu xin bà tha cho con tha cho mày tha cho mày để người nằm trên cái bàn này là tao ạ, à? tao đâu có ngu diệu an nhìn hà giang cười chế giễu cô nhận ra không phải vì cướp sủng mà vì cô đã được nhắm đến để làm vật hiến tế diệu an cố gắng dãy dụa trong tuyệt vọng cô giờ đã là cá nằm trên thớt, chỉ có thể chấp nhận số phận. Hai dòng nước mắt lan dài, cô nghĩ đến thầy U và những đứa em nhỏ. Cô đã vì chút thư vinh mà không nghe lời thầy khuyên nhủ, mù quáng lao theo tình yêu mà không hề hay biết. Nhảy vào cạp bẫy mà người ta đã răng sẵn Diệu An buông xuôi chấp nhận số phận Bản thân giờ chỉ là vật tế Cô lẩm bẩm Con gái bất hiếu Đời này không thể báo đáp công sinh thành của thầy U Nguyện kiếp sau làm con của thầy U Diệu An nhắm mắt, buông lòng bản thân. Ông Tam Duệ bảy trận pháp xong xuôi, ông hòa một thứ thuốc lạ, rồi ra hiệu cho Hà Giang cho Diệu An uống. Một lúc sau, thần thức của cô đã không còn nữa, cô nằm im như một cái xác không hồn. Ông Tam Duệ trong bộ đồ cũng kỳ dị, ông nhảy múa trong tiếng kèn chống ma mị bên ngoài tiếng gió bão rít từng cơn qua những tán cây rừng hòa cùng tiếng kèn trống trong đêm tạo thành một không khí kỳ dị đến rợn người những tên hầu cận đứng canh ngoài ngôi đền cũng cảm thấy kinh sợ đứng run rẩy trong mưa bão ông tam duệ đọc những bài kinh dài kèm theo nghi lễ triệu hồn khi ông vừa dứt câu hồn về trong gió xin nhập vào đây trong đền ánh nến tắt phụt từ ánh sáng lập lòa còn sót lại từ chiếc đuốc trên tay ông đình phong một bóng đen kỳ dị bao trùm lấy thân thể của Diệu An. Ông Tam Duệ hét to, nhanh, nhanh thắp lại lến, đừng để nó thoát ra. Hà Giang cùng ông Đình Phong vội vàng châm lại những ngọn nến đã tắt. Ánh sáng vừa có trở lại, ông Tam Duệ khóa linh hồn vừa thâm nhập vào thân thể Diệu An. Một tiếng thét đau đớn phát ra từ bên trong cơ thể Diệu An. Đôi mắt cứ mở to trừng trừng, nhìn vào khoảng không. Ông Tam Duệ lẩm nhẩm đọc bùa chú, rồi hô thanh kiếm trên lửa, chuẩn bị kết thúc trận pháp bất ngờ hà giang lấy con rối gỗ trong túi cùng lá bùa đặt lên vết thương đang chảy máu của diệu an lá bùa nhanh chóng được nhuộm đỏ diệu an bất động bỗng chốc cử động trở lại đôi mắt toàn lòng trắng giờ chuyển thành một màu đỏ ngầu kỳ quái linh hồn vừa được chế ngự trong cơ thể diệu an phút chốc thoát ra ngoài linh hồn của diệu an ngay lập tức cũng lấy lại được thần thức cô chằm chằm nhìn về phía ông tam duệ với ánh mắt thù hận hai linh hồn lơ lửng trên không, trung hợp lại là một. Bóng đen bao trùm ngôi đền, kèm theo tiếng cười ghê sợn. Bầu trời tối đen như mực, phía trên nóc ngôi đền, những tia sét răng kín. Một tia đỏ như dòng máu tươi, từ bên trong ngôi đền bay vụt lên trời. Ông Tam Duệ thổ huyết ngay trong trận pháp, hai chân loạn choạng chống thanh kiếm mới có thể đứng vững. Cô đã làm cái gì vậy? Đây là cái gì? Ông Tam Duệ nhặt con búp bê gỗ, đã vỡ làm đôi chân ngực Diệu An chất vấn. Đó, đó là hình nhân chấn giữ linh hồn. Tôi, tôi chỉ muốn nhút linh hồn của ta để không quay trở lại báo thù mà thôi. Cô bị điên hả? Ai cho cô thứ này? Cô có biết cô đã phá hủy hết trận pháp rồi không? Bây giờ hai linh hồn ấy đã hợp thành một, cô ta đã hắc hóa rồi. Nhanh, nhanh đốt lại nến. Ông Tam Duệ vội vàng viết những bùa chú khác dán trên chán, tứ chi của Diệu An, hồng chấn át lại cô nhưng mọi cố gắng của ông đã không thể làm gì được nữa linh hồn diệu an đôi mắt đỏ ngầu nhìn ở đồng phong căm phẫn đời này kiếp này muôn đời sau nhà họ đình sẽ không thể sống yên ổn sẽ tuyệt tự tuyệt tôn linh hồn diệu an bay đến trước mặt hà giang mạng của ngươi sẽ là của ta ta sẽ ăn mòn linh hồn của ngươi ngàn đời ngàn kiếp ngươi đừng mong được siêu sinh hà giang ngồi thụp trên nền đất cả người run lên bần bật mặt cắt không còn giật máu. Không ngờ việc tham lam muốn chết ngựa linh hồn Diệu An lại khiến cho trận pháp bị phá hủy. Ông Tam Duệ lắc đầu. Dòng tộc của các ngươi hãy chấp nhận số phận đi. Sự độc ác tham lam của các ngươi hãy từ từ mà trả giá. Nói rồi, ông thu dọn đồ nghề, thất thểu xuống núi. Ông Đình Phong vội vàng đuổi theo. Là kẻ phàm phu không hiểu sự tình. Giờ chuyện đã vậy, cô ấy, xác cô ấy, tôi phải làm thế nào? Hãy đào huyệt, chôn thi thể của ta ngay trên cái đền này nhớ hãy trôn quan tài đứng làm ngay đi trước khi mặt trời xuất hiện có như vậy mới có thể hãm lại sát khí của cô ta trong một thời gian mong rằng vận khí nhà các ngươi còn đủ tốt ông tham dễ không quay người lại trận pháp bị phá sinh lực của ông bị hao tổn nặng nề ông tham duệ cảm nhận được cái chết đã cận kề trên đường trở về nhà vô số linh hồn vất vưởng bám lấy ông về đến nhà ông đốt nhang trong điện thắp một mẩu gỗ trầm đặt bên chiếc chõng tre ông nằm trên chiếc chõng, đôi mắt nhắm nghiền, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ dài. Trên núi, Đình Phong cởi trói cho Diệu An, vút đôi mắt đang mở to trợn trừng đầy căm phẫn. Ông nắm lấy đôi tay đã lạnh của cô, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Xin lỗi em, là tôi u mê khiến em phải bỏ mạng oan uổng rồi. Tôi đã không giữ lời hứa bảo vệ em cả đời này. Tôi có lỗi với em, có nguyện rủ gì xin em hãy trừng phạt tôi được không? Cái chết oan uổng khiến đôi mắt Diệu An không thể nhắm lại. Ông Đình Phong sau khi thực hiện mấy nghi thức liệm xác thì ra lệnh cho người hầu đào huyệt phía sau ngôi đền. Một chiếc khoan tài đơn giản cũng được mang tới. Bên ngoài trời vẫn đổ mưa không ngớt. Huyệt đào tới đâu đất đá lại sụp xuống. Dưới thời tiết bão gió, sức người đã thấm mệt. Ông Đình Phong thấy mọi người ở oải lại dùng chiêu thức của Hà Giang để khích lệ. Nhanh cho lên, những ai có mặt đêm nay tao sẽ xóa nợ và cho châu bò làm vốn. Ông ơi, đợi tạnh mưa đi ạ. À. Bão gió, đất đá sạt lở thế này, không thể đào sâu được. Không được, trời mà sáng, không chỉ dòng họ nhà tao mà cả các ngươi cũng không thoát được chết đâu. Ông đừng dọa tụi con, tao không có dọa, những gì trong đền chúng mày cũng đều nhìn thấy cả rồi đó. Muốn sư mạng thì nhanh cho lên, sang giờ mão rồi, chỉ còn một tiếng nữa thôi. Nghe ông Đình Phong nói thế, những người đào đất mặt tái mét, khẩn trương đào sới. Khi chôn được chỗ quan tài xuống, những nắm đất cuối cùng được đắp lên, Cơn mưa cũng đã tạnh, mặt trời sau cơn bão đã đấp ló sau những tán cây. Mọi người mệt nhoài sau một đêm thức trắng đào sới, nằm vật ra bên nấm mồ mới đắp. Suốt từ đêm qua, sau khi trận pháp bị phá vỡ, Hà Giang cứ đờ đẫn ngồi trong đền. Mọi người bận rộn chôn cất thi thể của Diệu An. Lúc này, con Mẫn mới nhớ đến chủ. Nó nhớ nhác đi tìm. Bà hai ơi, bà hai, bà ở đâu? Hà Giang không nói gì, ngồi làm nhảm, nói những thứ rất kỳ lạ tự tay cô cào những vết sức dài trên cơ thể, máu từ những vết xước đã loang lổ trên khắp cánh tay. Ông Đình Phong nhìn vợ, cảm thấy ghê sợ, không chỉ vì hình dáng thân tàn ma dại của cô lúc này mà ông nghĩ đến những gì cô đã làm với Diệu An. Người đàn bà này thật là đáng sợ, mau đưa bà hai về nhà, nhốt trong nhà kho, nếu không có lệnh của tao không được thả ra ngay chưa. Vâng thưa ông, thằng mộc với con mẫn mỗi người dìu một bên chật vật mới có thể đưa được hà giang xuống núi trên đường cô liên tục lảm nhảm tha mạng cho tôi tôi làm châu, tôi làm chó tha mạng diệu an có đừng đi theo tôi tôi xin cô đầu treo trên cây thân dưới sông sâu không không tôi không muốn chết <laughs> tao là bà hai nhà họ đình không ai được cướp của tao hà giang nói những câu không đầu không cuối khiến cho thằng mộc con mẫn chẳng hiểu gì chúng chỉ thấy những lời đó thật đáng sợ Hai người nhanh chân đưa Hạ Giang nhốt vào nhà kho. Sau khi thu dọn tàn tích trong ngôi đền, ông Đình Phong mệt mỏi trở về nhà, vừa ngả lưng trên tấm phản, thì tiếng khóc, tiếng cay vã xô đẩy, ồn ào ngoài cổng truyền đến. Thằng Mộc hớt hải chạy vào báo tin, ông ơi, không xong rồi, ông bà thông gia của ông đang đến làm loạn, họ họ đòi gặp mợ ba, con đã đóng cổng rồi nhưng... Nhưng cái gì, mày cứ lắp bắp cái gì thế? Nhưng dân làng đang bao vây quanh cổng nhà mình đông lắm, ông không ra con sợ họ sẽ phá cửa sông vào đây mất. Sao bà ấy đã biết chuyện, vừa mới chôn còn chưa khô đất, mẹ kiếp. Ông Đình Phong chưa biết phải đối diện thế nào, nhưng cũng không thể trốn tránh. Hít một hơi thật sâu, ông bước ra sân, cánh cổng vừa mở, dân làng ùa vào. Bố mẹ Diệu An đôi mắt đẫm lệ, chạy đến túm lấy ao ông Đình Phong cào cấu. Con gái tôi đâu, ông đã làm gì nó rồi? Cô ấy, cô ấy chết rồi. Mày nói cái gì? Chiều qua nó vẫn còn khỏe mạnh. Tại sao? Người ta nói mày dùng nó làm vật tế. Nói đi, hãy nói với tao rằng không phải như thế đi. Mày nói đi tôi xin lỗi là do tôi đã u mê u mê u mê là sao là con gái tao đã chết rồi sao không đó không phải sự thật ông đình phong không nói gì đứng yên cho mẹ diệu an trút những cơn giận lúc này họ có giết ông ông cũng đành chịu ông không biết phải giải thích thế nào người dân xung quanh xì xào bàn tán để chấn an một vị trưởng lão đứng ra nói chuyện với ông phong phong cậu hãy cho dân làng một lời giải thích đi câu chuyện đêm qua trên đền cổ là như thế nào con bé diệu an đâu rồi ông đình phong không nói gì lấy từ trong túi áo ra chiếc vòng cổ có ấn ký tộc trưởng giao lại cho trưởng lão xin lỗi tôi thân là trưởng làng nhưng lại quản chuyện nhà không nghiêm dẫn đến cái chết thương tâm cho vợ tôi là diệu an hôm nay đứng trước vị trưởng lão trước dân làng tôi cảm thấy thật thổ thẹn tôi xin sao trả lại ấn ký của làng chức vị cao quý ấy phải dành cho người có đủ tài đức nói xong ông đình phong sai người tiễn khách bố mẹ diệu an cũng bị đẩy ra ngoài họ bất lực chấp nhận cái chết đầy uẩn khúc của diệu an hà giang trong nhà kho đêm xuống linh hồn diệu an tìm đến đòi mạng mau trả lại thân xác cho ta cô mậu chết đi không tôi không muốn chết xin hãy tha mạng cho tôi tiếng diệu an cười lanh lảnh trong màn đêm tha mạng khi tôi cầu xin cô tại sao cô không tha mạng cho tôi tôi sai rồi tôi sai rồi Sai là song sao, thân xác tao còn lạnh lẽo trên núi kia. Mày nói hết tao tha cho mày sao? Linh hồn Diệu An, khuôn mặt dữ tợn xông đến, bóp lấy cổ Hà Giang, thân thể cô lơ lửng trong không trung rồi bị thả bịch xuống đất đau điếng. Diệu An chưa muốn giết cô, hàng đêm tìm đến giày vò tâm trí. Hà Giang sống trong hoảng loạn, suốt ngày điên dại, nói nhảm khi cười, khi khóc. Ông Đình Phong sai thằng Mộc đi tìm thầy Tam Duệ, thằng Mộc đến nơi khu nhà ông tam duệ cỏ đã mọc um tùm che lấp hết cả lối đi nó đứng ngoài cổng gọi mãi không ai lên tiếng phân vân một lúc nó mới dám đẩy cửa đi vào đập vào mắt nó một cảnh tượng kinh hoàng ông tam duệ đã chết từ lúc nào chỉ còn là cái xác khô nằm trên chiếc chõng thằng mộc kinh sợ nó run rẩy đứng nhìn một lúc mới định thần được cắm đầu chạy thục mạng, vấp ngã mấy lần, nó chẳng cảm thấy đau, lồm cồm và dậy co giò chạy tiếp. Về đến nhà, nó nằm vật ra sân, mặt cắt không còn giọt máu. Ông Đình Phong từ lúc sai nó đi thì thấp thỏm đứng ngoài sân chờ đợi. Sao rồi? Khi nào ông ấy tới? Ông ấy, ông ấy chết rồi, cái xác khô cong chỉ còn bộ xương. Mày, mày nói cái gì? Ông Tam Duệ chết rồi. Đến lượt ông Đình Phong, nghe được cái tin đó thì kinh sợ, Lời nguyện ấy chưa hóa giải được thật rồi Còn chưa hết bàng hoàng Thì sau nhà tiếng thét của con tuyết Cùng với tiếng khóc thảm thiết của Hà Giang Khiến ông kinh hãi Vội vàng chạy tới khu nhà kho Từ lúc vợ nửa tỉnh nửa điên Ông Đình Phong sợ cô sẽ làm ảnh hưởng tới các con Nên cấm chúng không được đến Hôm nay thằng Tuấn con tuyết Nhân lúc ông Đình Phong không để ý, con Mẫn đi ra ngoài, liền lẻn xuống thăm mẹ, Cánh cửa vừa mở, hai đứa xón rén bước vào. Hà Giang thường ngày, ngoài gặp linh hồn của Diệu An, cô chẳng được tiếp xúc với ai. Khi bóng hai đứa con vừa bước vào, cô không nhận ra đâu là người, đâu là ma. Hà Giang cầm con dao trên tay, vô thức lao về phía thằng Tuấn. Con tuyết thét lên một tiếng, rồi ngất xỉu ngay bên cạnh thi thể của thằng Tuấn. Hà Giang sau khi đâm con trai, chút thần thức dần thức tỉnh. Cô nhận ra con trai đang nằm trên đất bất động, trên tay con dao còn dính máu. Cô ôm lấy xác thằng Tuấn gào khóc điên dại. Là mẹ, mẹ đã giết con rồi Tuấn ơi. Dậy đi con ơi, mẹ xin con, đừng bỏ mẹ. Tiếng gào khóc của Hà Giang lạc đi. Cô nhìn lên góc phòng, linh hồn Diệu An đang lơ lửng cười đắc chí Hà Giang tức giận nhìn Diệu An. Cô hài lòng chưa? Tôi sẽ không để cô dày vỏ thêm nữa. Chúng ta cùng chết đi. Hà Giang lao đến, điên loạn chém vào khoảng không. Cô tuyệt vọng không thể giết chết Diệu An thêm lần nữa. Cô tuyệt vọng nhìn con dao trong tay, không chút do dự, cô đã tự kết liễu bản thân. Ông Đỉnh Phong chạy đến, tận mắt chứng kiến Hà Giang tự vẫn mà không kịp ngăn lại. Trong phòng, ba mẹ con Hà Giang đổ gục trên nền đất. Ông Đỉnh Phong chạy đến kiểm tra, thằng Tuấn và Hà Giang đã không còn hơi thở. Con Tuyết cũng đã tỉnh lại, nhìn thi thể mẹ và anh trai, nó khóc không thành tiếng. Ông Phong thẫn thờ, mới chỉ có mấy ngày thôi mà đã hai mạng người ra đi vợ ông, con trai ông. Tiếp theo sẽ là ai đây? Đám tang của Hà Giang và Thẳng Tuấn diễn ra nhanh chóng, đám người làm cũng bắt đầu xì xào, họ sợ hãi lời nguyền sẽ tìm đến mình, sợ sẽ giống bà Tâm, phận tôi tớ cũng không thể thoát khỏi oan nghiệp nhà họ Đình. Từ sau khi chết của mẹ con Hà Giang, cánh cửa nhà ông Đình Phong luôn đóng chặt, ông không dám ra ngoài, tất cả mọi giao dịch mua bán đều do những người làm thân tín còn ở lại lo liệu gia sản cũng như thế mà hao mòn dần. Trong làng, nhà ông không còn giữ được hưng thịnh nữa, dân làng cũng xa lánh, họ sợ vạ thân nên luôn tránh giao tiếp với người nhà họ Đình. Ông Đình Phong, sau khi chết của Hà Giang, không đêm nào ông ngủ ngon, ông luôn mơ thấy Diệu An trong bộ quần áo nhộm đỏ, ánh mắt tuyệt vọng ai oán nhìn ông. Tại sao ông lại hại em? Em lạnh lắm, cứu em. Trong giấc mơ, ông Đình Phong nước mắt đầm đìa tự vấn, tôi đã sai rồi, sự nhu nhược của tôi đã khiến gia đình điêu đứng, tan nát, đã khiến em phải bỏ mạng oan uổng, khiến linh hồn em không thể diêu thoát, là lỗi tại tôi. Gần đây gia đình ông Đình Phong trở lên yên bình, ai cũng nghĩ cái chết của Hà Giang đã chấm dứt được lời nguyện, chỉ có ông Đình Phong là biết, lời nguyện vẫn đang âm thầm bùa vây gia đình ông. Ông không biết khi nào nó sẽ tiếp tục, nhưng ông biết nó chưa tan biến. Nhưng rồi không được bao lâu, trong nhà lại liên tiếp xảy ra những hiện tượng kỳ bí. Con vẹt ông Đỉnh Phong nuôi gần đây, nó liên tục đọc một bài vẻ rất kỳ dị. Tiếng con chim biết nói nhưng không tròn vành rõ chữ, càng khiến cho người ta thêm kinh sợ. Dưới ánh trăng mờ, tiếng ai đang khóc, trên ngọn cây cao, mái tóc như mây tung bay trong gió, hồn vương trên đó, thân dưới huyệt sâu, dưới ánh trăng tà quan tài trôn đứng, xác người bật dựng, xua đàn chim quạ, mảnh hồn chắp vá, nay hóa yêu linh, bay về thôn trang, hút máu ăn hồn, cả làng khiếp đảm trước cảnh thê lương, một nhà chín mạng, không còn một ai, oan nợ tiền kiếp, đời sau đền mạng. Ông Đình Phong nghe xong, trong người giết chết con chim vẹt, đình dũng nghe bài vẻ thì sợ lắm anh tìm ông đình phong bàn bạc thầy ơi chuyện này bây giờ phải làm thế nào nếu như lời con vẹt nói thì cái nhà này chúng ta sắp hết mạng rồi lẽ nào chúng ta cứ khoanh tay chịu chết vậy con có cách gì chúng ta xuống xuôi tìm thầy mo khác được không ạ à? ta chỉ sợ chúng ta không ra khỏi cánh rừng u minh này được thôi vợ con sắp sinh rồi cứ thế này đời sau chẳng lẽ cũng chung số phận với chúng ta còn quyết rồi mai con sẽ xuống núi ừ đi đi ông đình phong cũng chỉ còn cách hy vọng còn nước còn tát mà thôi đình dũng nhanh chóng xuống xuôi anh được người ta giới thiệu trong một vị thầy mo có tiếng trong vùng anh đợi cả một ngày trời mới có thể gặp được ông thầy đó vậy mà anh chưa kịp bước vào cửa ông ấy đã bảo anh dừng bước cậu về đi chuyện làng u minh các cậu tôi không quản tới được mạng cậu cũng đã được ấn định rồi ta không giúp gì được mau về đi còn kịp gặp người thân đình dũng buồn rầu ra về anh vẫn không hiểu lời cuối ông thầy đó nói là cái gì lẽ nào trong nhà anh sắp có chuyện sẽ có ai sắp phải chết sau nghĩ đến đây anh lên ngựa phóng như bay vào rừng anh không dám dừng lại nghỉ ngơi con ngựa bị ép chạy đến kiệt sức vừa ra khỏi bìa rừng đã lăn đùng ra đất đỉnh dũng trên yên ngựa bị ngã lộn nhào mấy vòng lòng anh như lửa đốt anh đứng dậy chạy một mạch về nhà trong sân mọi người đang túm năm tụm bảy xì xào nhận thấy chuyện chẳng lành anh len qua mọi người vào trong nhà. Ông Đình Phong đang nằm thoi thóp trên giường, nhìn thấy Đình Dũng, ông vẫy tay. Con về rồi à, ta tưởng mình không thể đợi được con. Thầy ơi, sao lại thế này, trước khi đi con thấy thầy vẫn còn khỏe mạnh cơ mà, đã có chuyện gì vậy, người đâu mau gọi thầy lang. Không kịp nữa rồi, không còn cần thiết nữa, mẹ con đón ta rồi, số mệnh của ta đến đây thôi, đến lượt ta phải đền mạng rồi, ta Ta một đời sai lầm khiến gia tộc bị suy vong bây giờ dòng tộc họ đình phải nhờ cả và con vào hậu duệ đời sau của chúng ta con hãy thay ta chuộc lại lỗi lầm này con hứa với ta được không đỉnh dũng nước mắt giàn rụa anh gật đầu liên tục cổ họng nghẹn lại những tiếng nức không thành lời thầy ơi con hứa con hứa với thầy ông đỉnh phong hai mắt dần khép lại hình bóng siêu an đang lơ lửng nhìn ánh mắt đượm buồn cô hận ông nhưng cô cũng rất yêu ông giây phút ông tạ thế diệu an cũng thấy lòng đau đớn diệu an nhìn linh hồn của ông đình phong thoát xác rồi nhanh chóng tan biến chỉ còn lại cô vẫn lơ lửng ở đây chứng kiến gia tộc của ông suy tàn chỉ sau một cái chớp mắt ác linh chiếm giữ chung linh hồn diệu an nhìn đình dũng đang vật vã khóc bên xác ông Đình Phong. Cô ta cười khoái chí, ánh mắt điên dại, đám tang của Đồng Phong diễn ra trong 3 ngày, dân làng từ sau cái chết của Hà Giang thì luôn xa lánh gia đình ông, nhưng khi hay tin ông mất, họ đến đưa tiễn rất đông, phần vì tò mò muốn biết cái chết của ông là do đâu, phần vì họ biết ơn ông đã giúp dân làng khai thông con đường xuống xuôi, họ muốn tiễn ông một đoạn đường cuối. Hôm nay, khi việc chôn cất đã xong, đình dũng vẫn còn thất thần ngồi bên nấm mộ của ông đình phong bên cạnh là mẹ anh hà giang và cậu em trai xấu xố cùng cha khác mẹ của anh anh ngồi đốt từng nắm tiền vàng gửi cho cha mẹ mấy ngày gắng gượng đến giờ chỉ còn một mình anh đình dũng khóc như một đứa trẻ tại sao mọi người lại bỏ hết con mà đi như vậy còn lại một mình con con phải làm sao đây xin mọi người hãy giúp con tìm cách hóa giải lời nguyền giúp con Đình Dũng ngồi khóc một lúc, khi hương trên nấm mồ đã tàn. Trời cũng đã chạm vạng tối, Đình Dũng thu dọn lễ cúng, thất thểu đi ra khỏi khu mộ phần của dòng họ. Đang đi, anh pha phải một bà cụ, dáng người gầy gò trong bộ quần áo rách tả tơi. Cụ ơi, cụ có sao không ạ? À? Con xin lỗi đã không để ý. Không sao, cậu có thể cho ta chút gì ăn được không? Bà cụ ngồi trên đất chua tay, nhưng đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào túi xôi thịt trong tay đỉnh Dũng, anh nhận ra bà cụ là một người ăn mày. Cụ ơi, cụ đang đói phải không ạ? À? Cụ về nhà con, con mời cụ dùng cơm ạ. À? Không cần, chỉ cần cho ta thứ trên tay cậu thôi. Nhưng đây là đồ con đã thắp hương ngoài nghĩa địa, như thế không hay ạ. À? Không sao, ta không chê. Đình Dũng đưa thú lễ cho bà cụ, bà cụ ăn ngấu nghiến như bạn nói, khiến anh cảm thấy hơi ái ngại. Ăn xong, bà cụ nhìn cậu một lúc rồi căn dặn cảm ơn bữa ăn của cậu ta có vài lời dành cho cậu khi đứa trẻ nhà cậu chào đời hãy kiểm tra xem nó có ấn ký gì không không được khai tin nó trong gia phả dòng họ không được để đứa trẻ đó đến gần đền thờ trên núi khi nó lên năm nếu ấn ký của nó biến mất thì mới được khai tin nó trong gia phả nhớ lấy nhưng tại sao ạ đừng hỏi cứ thế mà làm bà cụ nói xong thì đi về phía nghĩa địa rồi biến mất đình dũng vô cùng sợ hãi lẽ nào anh vừa gặp ma, nhưng rồi anh không nghĩ nhiều, vội vàng trở về nhà, bận công việc tiếp quản gia tộc, lại lo lắng chăm vợ bầu, Đình Dũng không để tâm, để ý đến lời cụ nói nữa. Ông Đình Phong mất, vừa qua được 49 ngày mấy hôm, thì vợ Đình Dũng cố đến ngày lâm bồn Ngọc Lan sinh khó, lời nguyện chưa được hóa giải nên ai cũng lo lắng. Định Dũng liên tục đi qua, đi lại cả đêm ngoài cửa phòng. Vợ anh chuyển dạ từ đêm mà đến chính ngọ ngày hôm sau, bà mụ mới hô to thông báo. Sinh rồi, sinh rồi, một bé trai. Bà mụ bế trên tay, một cậu bé khôi ngô, gương mặt sáng. Thằng bé sinh ra, chân ấn đường có một vết bớt đỏ, Mọi người mừng lắm, dấu hiệu lạ khiến mọi người tin tưởng thằng bé được sinh vào giờ ngọ lại đúng ngày rằm sẽ có thể là khắc tinh chế ngự lời nguyện. Đình Dũng bế con trên tay, anh ngắm nhìn con trai, lúc này anh nhớ tới lời căn dặn của bà cụ ăn mày hôm bữa, anh vô cùng ngạc nhiên, thấy anh đứng thất thần, con Tuyết đứng cạnh thúc giục, anh mau đặt tên cho thằng bé đi, nó sẽ tên là Phúc, Đình Phúc. Cái tên hay quá, nhanh đưa nó xuống bái kiến tổ tiên, còn khai tên nó vào gia phả. Không chưa thể khai tên nó Anh bảo sao ạ Tôi nghĩ không nên để tên nó trong gia phả Có như thế nó mới thể yên bình mà sống được Anh nghe ai vậy ngãy cha mất tôi gặp một bà cụ ăn mày kỳ lạ Bà ta nói đứa bé sinh ra của ấn ký Không được khai tên nó Như thế nó mới sống bình an được Vậy là không phải cái ấn ký đó Có thể hóa ra linh nguyền à Không biết có thể Phải đợi xem vận mệnh của nó khi lớn lên đã Sau khi thẳng phúc ra đời trong nhà những hiện tượng kỳ bí bắt đầu xuất hiện nhiều hơn mẹ nó ngọc lan thường xuyên đau ốm lợn gà trong nhà cũng thường xuyên lăn đùng ra chết nhưng kỳ lạ hơn thằng phúc lớn rất nhanh nó dường như miễn nhiễm với những thứ kỳ bí xung quanh nó lớn lên một tuổi nhưng nó đã có thể đi nhanh nói sõi đình dũng nhìn con trai khôn lớn bình an thì mừng lắm anh càng tin những gì người ăn mày đó nói là thật đình dũng dặn vợ và người làm luôn phải để ý thằng phúc Thằng Phúc biết đi rồi, các cửa ra ngoài phải luôn đóng kín, không được để thằng bé ra ngoài, nhất định không được để nó đi lên đền thờ trên núi. Người làm bên dưới xì xào, một đứa trẻ sao mà có thể lên được trên đó chứ? Ông chủ lo xa rồi, người lớn còn khó mà đi được nữa là. Ta dặn không thừa, nhớ kỹ và luôn để ý đến cậu chủ. Thế là từ lúc biết đi, thằng Phúc được giám sát rất sát sao. Thằng bé khôn lớn khỏe mạnh, nhưng nó luôn có những biểu hiện khác với những đứa trẻ khác. Thằng Phúc không chơi với bất kỳ ai, dù nhốt con trong phủ không cho ra ngoài, nhưng Định Dũng vẫn luôn cho phép những đứa trẻ con của nô bộc được phép lên nhà trên chơi đùa cùng với nó. Thằng Phúc không thích chơi với đám trẻ, nó thường giành đồ chơi đánh những đứa trẻ khác, có khi sẽ nói những điều kỳ lạ, khiếp đảm khiến lũ trẻ sợ hãi khóc thét. Khi thằng Phúc sang tuổi thứ tư, người hầu bắt gặp nó đang nói chuyện một mình, không nghe thấy thứ nó nói là gì, nhưng dường như nó chơi rất vui vẻ khi nó phát hiện ra người hầu đang nghe lén, ánh mắt trở lên rất đáng sợ, làm cho cô hầu gái giật mình đánh rơi cốc nước vỡ tan tành. Thằng Phúc thích thú cười đắc chí rồi bỏ đi, hoảng loạn trước biểu hiện của thằng Phúc. Cô hầu gái vội chạy đi mách với ông chủ, nhưng khi vừa chạy được vài bước, cô gái liền vấp phải bậc cửa, ngã nhào về phía trước, đầu đập xuống tảng đá lớn. Cô gái chẳng kịp nói gì, nấc lên mấy cái rồi ra đi. Thằng Phúc đứng từ xa, ngây người nhìn linh hồn của cô thoát xác bị một bóng đen lớn ăn trọn thấy bóng đen ăn xong nó cười khúc khích cái tin cô hầu gái té chết nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của đám người hầu đình dũng lo lắng anh cảm nhận cái chết của người hầu có liên quan đến lời nguyền hơn hết anh nghĩ nó có liên quan đến con trai anh sau cái chết của cô hầu gái những chuyện kỳ bí trong nhà càng xuất hiện nhiều hơn Đình Dũng lo lắng, anh cố gắng giữ cho con trai bình an để đón được tuổi thứ năm. Anh hầu như không rời mắt khỏi thằng Phúc, cho người canh giữ rất nghiêm ngặt. Không biết lời bà ăn mày có đúng không, nhưng anh rất tin tưởng làm theo. Dù có một tia hy vọng nhỏ nhoi, anh cũng muốn thử, anh cũng muốn mọi chuyện đến đời con anh có thể chấm dứt. Rất nhanh, hôm nay đã là ngày thằng Phúc tròn 5 tuổi, Ngọc Lan thấy cho người khỏe hơn, cô muốn ra ngoài đi chợ mua gì ngon ngon về nấu, mừng tuổi mới cho con trai, cho Đình Phong. Lâu nay cô ốm yếu, mình anh chăm sóc các con, lại còn vất vả chuyện nhà cửa. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà do khỏi cổng cô đã quên không đóng. Thằng Phúc đang chơi trong sân, thấy cánh cổng mở ra, nó tò mò, chạy đến bên cạnh. Được bố nhắc nhở nhiều lần không được tự ý ra ngoài, nhưng đứng trước cánh cổng rộng mở, như có tiếng mời gọi từ bên ngoài, thằng bé quên hết những lời dặn dò của bố. Nó chạy một mạch ra khỏi cổng Thế giới bên ngoài nhà nó thật sống động Mọi thứ hoàn toàn mới lạ với nó Thằng Phúc nhảy chân sáo khám phá khắp nơi Ngọc Lan vừa đến chợ Cô sực nhớ ra Mình đã quên không khóa cổng Cô hớt thải chạy về nhà Cánh cổng mở toang Ngọc Lan gọi lớn kêu tên thằng Phúc Phúc ơi Phúc ơi con đâu rồi Cô chạy khắp các phòng kiểm tra Đình Dũng nghe tiếng vợ gọi con Từ trên từ đường chạy xuống có chuyện gì mà em gọi con loạn lên thế? Em, em đi chợ nhưng bất cẩn đã không khóa cổng. Cái gì? Thằng Phúc đâu? Ngọc Lan khóc nức lên từng tiếng. Em không biết, em chạy về gọi, không thấy con đâu. Anh ơi, phải làm sao đây? Em bình tĩnh, chúng ta cần phải tìm con đã. Người đâu? Nhanh đi tìm cậu chủ. Mọi người chia nhau đi tìm, lùng sụp khắp trong phủ, không thấy bóng sáng, thẳng phúc đâu. Mọi người bắt đầu chia nhau ra tìm trong làng. Đến đâu họ cũng hỏi, nhưng câu trả lời chỉ là cái lắc đầu đình dũng cùng mọi người hoảng loạn tìm ngoài bờ suối khắp các vách đá quanh làng đều đã bới tung đình dũng bất lực đấm liên tiếp vào vách đá đến khi mua bàn tay của anh đã rớm máu ngọc lan vội chạy đến giữ tay chồng lại tất cả là lỗi của em là em làm thất lạc là con anh cứ đánh mắng chửi em đi ạ xin anh đừng làm gì tổn hại bản thân đó là số mệnh rồi có sự cũng không được em đừng tự trách đình dũng hiểu rằng cái gì đã là vận mệnh thì có tránh cũng không được anh không thể đổ lỗi cho vợ nếu không phải là cô bất cần để cộng mở thì cũng có thể sẽ là anh hoặc bất cứ ai trong cái nhà này cuộc tìm kiếm đến nhá nhem tối khi mọi người đã thấm mệt đình dũng ngồi hút một hơi trong chiếc điếu bát một làn khói trắng bay lên Anh nhìn theo làn khói Rồi nhìn về hướng đỉnh núi Nơi ngôi đền trên đó Anh sực nhớ ra Đứng bật dậy Bà cụ đã dặn anh Không được cho con trai anh tới đó Lẽ nào Có chuyện gì thế trong Ngôi đền Không thể nào Nó mới vừa tròn 5 tuổi Chứ là một đứa trẻ Làm sao có thể leo được lên đó Anh chắc chắn Em gọi người đi Đình Phong cùng vợ Với hơn chục người đốt đuốc Đi về phía đền thờ Dưới ánh trăng mờ Bên trong ngôi đền Thằng Phúc đang ngồi trên chiếc bàn chính giữa, đúng vị trí mà trước đây Diệu An bị trói làm vật tế. Đình Dũng hoảng hốt, anh chạy đến ôm chầm lấy thằng bé, bước vào ngôi đền, hình ảnh lễ tế, đẫm máu ấy lại hiện về trong tâm trí anh. Chuyện đã xảy ra cả chục năm rồi mà khi bước chân vào, hình ảnh đêm mưa bão ấy dường như vừa mới xảy ra. Đình Dũng dùng mình, anh ôm thằng Phúc chạy như bay ra khỏi ngôi đền. Thằng Phúc không khóc, anh bế nó trên vai, mắt thằng bé luôn nhìn về phía ngôi đền, nó thì thầm vào tay anh, giọng ma mị. Trên ngọn cây cao, mái tóc như mây, tung bay trong gió, hồn vương trên đó, thân dưới huyệt sâu, dưới ánh trăng tà, quan tài chôn đứng, sắc người bật dựng, đỉnh dũng kinh sợ. Bài vẽ đó từ sau khi con vẹt chết đi, anh chưa từng nghe thấy ai nhắc tới, đến chính bản thân anh còn không thuộc, tại sao con trai anh lại biết? Đỉnh Dũng nhìn con trai, dấu đỏ trên ấn đường vẫn rõ nét trên trán, anh ôm chặt lấy thằng Phúc xót xa, đời này nó vẫn không thoát được. Đình Dũng bất giác quay lại nhìn về phía ngôi đền trên ngọn cây, dưới ánh trăng, bóng một thiếu nữ đang nhìn theo đoàn người, ánh mắt u uất cùng nụ cười quỷ dị, nỗi sợ hãi bùa vây, đỉnh phúc ôm con bỏ chạy, chạy mãi, chạy mãi. Quý vị và các bạn thân mến, lời nguyền chẳng bao giờ kết thúc do ma quỷ chẳng tha hay chính con người đã thất nhân thất đức làm chuyện độc ác mà không được dung thứ. Câu chuyện đã khép lại mà dư âm của nó vẫn khiến người đọc và nghe chuyện ám ảnh mãi không thôi ăn ở bất nhân sẽ chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp phải không các bạn chỉ thương thay đời cha ăn mặn đời con khát nước làm liên lụy đến những đứa trẻ vô tội hãy chia sẻ cảm xúc của mình cùng audio chuyện hay bạn nhé cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều tạm biệt và hẹn gặp lại